bà nói gà, ông nói vịt. Đây là một câu chuyện đắc ý của thầy tôi, thiền sư Ajahn Chah, ở vùng Tây Bắc Thái Lan. Có một cặp vợ chồng mới cưới cùng nhau đi dạo trong rừng mùa hè sau bữa cơm chiều. Họ đi với nhau rất hạnh phúc, cho tới khi cả hai cùng nghe một âm thanh phát ra từ xa. Quạc, quạc. Nghe kìa, đây chắc là một con gà, người vợ nói. Không phải đâu, đó là con vịt, người chồng nói. Không, em chắc nó là một con gà, người vợ cãi. Không thể nào, vì gà thường kêu cục cục, còn vịt mới kêu quạc quạc. Đây chính là một con vịt đó em, người chồng nói với giọng hơi bực mình. Quạc quạc, tiếng kêu lại tiếp tục. Đó, thấy chưa, nó là một con vịt, người chồng nói. Không phải đâu anh, đó là một con gà, em chắc chắn mà, người vợ quả quyết và dậm chân xuống đất. Nghe nè em, đây là một con vịt, 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 nghe chưa, người chồng gắt lên. Nhưng nó là một con gà, người vợ cãi lại. Đây là một con vịt trời đánh. Quạc quạc, tiếng kêu lại vang lên trước khi người chồng bực tức phát ra những lời thô tục. Người vợ bật khóc, em nói đó là một con gà. Khi thấy nước mắt của vợ trào ra, thì người chồng mới sực nhớ là vì sao anh đã cưới nàng. Anh bèn dịu mặt và nói nhỏ nhẹ, anh xin lỗi, anh nghĩ là em nói đúng, đó là một con gà. Cảm ơn anh, người vợ vừa nói vừa siết mạnh tay chồng như biết ơn. Quạc quạc, tiếng kêu tiếp tục vang lên trong rừng, và cặp vợ chồng kia lại sánh vai bước đi trong hạnh phúc của tình yêu. Người chồng cuối cùng đã tỉnh ngộ rằng tiếng kêu kia dù là con gà hay con vịt đâu có quan trọng. Điều quan trọng là làm sao vợ chồng hòa thuận và có thể tiếp tục thưởng thức buổi đi dạo trong rừng. Đã có bao nhiêu cặp hôn nhân đổ vỡ vì những điều nhỏ nhặt không đáng. Đã có bao nhiêu cuộc ly dị chỉ vì những chuyện gà hay vịt như trên. Nếu hiểu được câu chuyện này thì chúng ta sẽ nhớ lại những gì mình ưu tiên nhất. Hạnh phúc gia đình chắc chắn quan trọng hơn chuyện ai nói đúng đó là con gà hay con vịt. Ngoài ra, đã có bao lần chúng ta tin chắc và nhất quyết là mình đúng, nhưng sau đó khám phá ra là mình sai bét. Như thí dụ trên, ai dám chắc đó là con vịt? Có thể đó là một con gà, nhưng vì ăn nhầm cái gì đó mắc nghẹn nên phát ra tiếng kêu giống như con vịt. 6. Chuyện tình. Bình thường khi đang yêu ai, chúng ta chỉ nhìn thấy những viên gạch tốt trên bức tường của họ, vì đó là tất cả những gì chúng ta muốn thấy và nhìn thấy được. Chúng ta không muốn nhìn sự thật, nhưng sau một thời gian, khi chúng ta đi tìm luật sư để làm giấy ly dị, lúc đó chúng ta chỉ thấy những viên gạch xấu trên bức tường của người kia, và mù mắt không còn nhìn thấy những tính tốt của họ nữa. Đó bởi vì chúng ta không muốn biết tới nó nữa, nên không nhìn thấy nó. Lại một lần nữa, chúng ta không muốn nhìn sự thật. Tại sao những cuộc hẹn hò thơ mộng thường xảy ra trong ánh đèn mờ của các phòng trà, hoặc dưới ánh đèn cầy lung linh trên bàn tiệc, hoặc dưới ánh trăng đêm? Tại vì trong những hoàn cảnh như thế, bạn không thể nhìn thấy rõ mụn trên mặt nàng hoặc răng giả trong miệng chàng. Dưới ánh đèn mờ ảo, tâm trí chúng ta được tự do vẽ vời, tưởng tượng cô gái ngồi trước mặt là một người mẫu tuyệt đẹp, hoặc anh chàng đối diện đẹp trai như tài tử cine. Chúng ta thích mộng tưởng về tình yêu. Nhưng tu sĩ Phật giáo không thắp đèn cầy để soi tình yêu, mà ngược lại, phải bật đèn điện thật sáng để nhìn thực tại. Nếu bạn thích mơ mộng thì không nên viếng thăm các tu viện. Năm đầu xuất gia tại Thái Lan,
Trong một chuyến du lịch, tôi ngồi phía sau xe cùng với hai tu sĩ người Mỹ. Còn Ajahn Chah, vị thầy của chúng tôi, ngồi phía trước bên cạnh anh tài xế. Ajahn Chah bỗng nhiên quay lại sau, nhìn vị sa di người Mỹ mới xuất gia đang ngồi kế bên tôi và nói vài câu bằng tiếng Thái. Vị tu sĩ thứ ba người Mỹ đã xuất gia lâu năm và rành tiếng Thái, dịch cho chúng tôi. Ajahn Chah nói là thầy đang nhớ tưởng người bạn gái ở Los Angeles. Vị sa di người Mỹ kinh ngạc há hốc miệng, thiếu điều làm rớt luôn hàm răng xuống đất. Ajahn Chah dường như đọc được tư tưởng của vị sa di. Ngài mỉm cười nói tiếp: "Đừng lo, có cách chữa mà. Lần tới khi thầy viết thư cho cô ấy, nhớ nói cô ấy gửi cho thầy một vật gì đặc biệt của riêng cô mà thầy có thể đem ra ngắm nghía mỗi khi nhớ tới cô ta." "Một tu sĩ được phép làm như vậy sao?" Vị sa di ngạc nhiên hỏi. "Được chứ," Ajahn Chah đáp. Lời ngài nói tiếp bị mất vài phút mới được phiên dịch, bởi vì vị tu sĩ thông dịch phải bụng miệng nín cười và lấy lại bình tĩnh trước khi dịch. Ajahn Chah nói, vị thông dịch vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt vì cười quá nhiều. "Là thầy hãy nói cô ấy gửi cho thầy một hộp đựng cức của cô ta, để mỗi khi nhớ tới cô thì thầy lấy ra mà nhìn." "Thật vậy, cức là cái gì rất đặc biệt của riêng từng người. Phải chăng khi yêu ai thì chúng ta thường nói, tôi yêu tất cả những gì thuộc của anh hoặc em." Câu chuyện trên cũng có thể được áp dụng với một Nico đi tu mà vẫn nhớ tới người tình. Tôi nói trước, nếu bạn muốn mơ mộng về tình yêu thì nên tránh xa tu viện của chúng tôi. Tình yêu chân thật. Vấn đề của tình yêu giả tạo hay tình yêu lãng mạn là khi những mơ ước bị tan vỡ, nó làm chúng ta khổ sở vô cùng. Trong tình yêu lãng mạn, ta không thực sự yêu người kia, mà chỉ yêu những cảm giác đê mê, khoái lạc do người kia mang lại cho ta. Đến khi người kia vắng mặt thì ta cảm thấy nhớ nhung, thèm khát những cảm giác đó và muốn níu kéo chúng. Nhưng những gì đê mê bay bổng sau một thời gian cũng bị phai tàn và rớt đạn. Tình yêu chân thật là tình yêu vô ngã, tình yêu không gì kỹ. Trong đó ta hoàn toàn lo lắng cho người kia, ta nói với họ một cách chân thành. Trái tim tôi luôn mở rộng để đón tiếp bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào, và ta chỉ mong sao cho người kia được hạnh phúc. Đây mới là tình yêu chân thật. Thứ tình yêu này rất hiếm có trên đời. Đa số chúng ta thường nghĩ tình yêu của mình là thứ thiệt, là vĩnh viễn, chứ không phải lãng mạn nhất thời. Muốn biết tình yêu của mình thuộc loại nào thì bạn làm thử điều sau đây. Hãy tưởng tượng và nghĩ đến người yêu của bạn. Hãy nhớ lại lúc mới quen nhau và những giây phút trao đổi yêu đương hạnh phúc. Tiếp theo, bạn hãy tưởng tượng là mình nhận được một lá thư của người yêu. Trong đó cô ta tiết lộ là đã yêu tha thiết người bạn thân nhất của bạn, và hai người đã cùng nhau trốn đến một nơi xa để chung sống. Đọc tới đây, bạn cảm thấy gì? Nếu là tình yêu chân thật thì bạn sẽ cảm thấy vui mừng, vì người yêu của bạn đã tìm được một người lý tưởng hơn mình, và bạn cũng hoan hỷ là cả hai đang yêu nhau và sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Phải chăng hạnh phúc của người mình yêu là điều quan trọng nhất trong tình yêu chân thật? Như tôi đã nói, tình yêu chân thật hiếm có lắm. 8. Đoán tương lai. Đa số mọi người
đều muốn biết trước tương lai. Có người nôn nóng đến nỗi phải đi tìm thầy bói. Nhưng tôi xin cảnh cáo bạn hãy coi chừng những thầy bói rẻ tiền. Các thiền sư thường được xem là người có khả năng biết trước tương lai, nhưng các ngài lại không bao giờ chịu nói. Một lần nọ, có một đệ tử tại gia lâu năm của thiền sư Ajahn Chah đến xin ngài nói về tương lai của anh, nhưng Ajahn Chah từ chối. Người tu không nói chuyện bói toán. Nhưng người đệ tử này cố gắng năn nỉ, anh kể lể đã bao lần để bát cho ngài và cúng dường rất nhiều cho tu viện của ngài. Nào là anh làm tài xế chở ngài đi nhiều lần với chính chiếc xe hơi của anh, nào là anh đã bỏ bê công việc và gia đình để phục vụ ngài, vân vân. Ajahn Chah thấy anh này dai như đĩa, nhất quyết phải được coi bói mới chịu thôi. Nên ngài nói, thôi được, anh đưa bàn tay ra cho ta xem. Anh đệ tử mừng húm vì Ajahn Chah chưa từng bói tay cho ai cả. Đây quả là một chuyện ngoại lệ, hy hữu. Hơn nữa, thiền sư Ajahn Chah được mọi người xem như thánh sống. Họ đồn ngài có thần thông, nên những gì ngài nói chắc chắn sẽ xảy ra. Ajahn Chah lấy ngón tay trỏ kẽ lên chỉ tay của anh nhiều lần và lẩm bẩm: ồ ồ, hay hay, hoặc tốt tốt tốt, hoặc lạ thiệt. Anh đệ tử nghe vậy càng khoái chí và cuốn cả lên. Sau cùng, Ajahn Chah thả bàn tay anh xuống và nói: này đệ tử, anh muốn biết tương lai của anh ra sao phải không? Dạ thưa ngài, đúng vậy, đúng vậy, người đệ tử nói nhanh. Anh cũng biết là ta không bao giờ nói sai chứ? Ajahn Chah nói: dạ con biết, con biết. Vậy tương lai của con sẽ ra sao thưa ngài? Anh đệ tử hồi hộp chờ đợi. Tương lai của anh vô thường, không có gì chắc chắn cả, Ajahn Chah nói, và ngài đã nói không sai chút nào. 9. Cá ngựa. Tiền bạc thật khó kiếm, nhưng lại rất dễ mất. Và cách mất tiền dễ nhất là chơi cờ bạc, như cá ngựa đánh số đề. Đa số những người chơi cờ bạc trước sau gì cũng thua sạch túi. Ấy vậy mà họ vẫn thích được ai đó báo mộng hay bói toán, báo trước cho biết các số trúng. Tôi xin kể một câu chuyện sau đây cho thấy sự nguy hiểm mất tiền mặc dù được báo mộng rõ ràng. Một buổi sáng nọ, anh bạn của tôi thức dậy mặt mày hớn hở vì đêm qua đã mộng thấy điềm lành. Trong giấc mơ, anh thấy năm thiên thần đưa cho anh năm hũ vàng. Khi tỉnh dậy, anh nhìn kỹ trong phòng thì chẳng có thiên thần nào hết, và đương nhiên là không có hũ vàng nào cả. Nhưng giấc mơ quá rõ ràng, in như thật, vẫn còn lảng vảng trong đầu anh. Khi anh bước vào nhà bếp thì thấy vợ anh đang luộc năm quả trứng và nướng năm miếng bánh mì cho anh ăn điểm tâm. Cầm tờ báo buổi sáng lên đọc thì anh thấy trên đầu trang đề ngày 5 tháng 5. Anh bắt đầu cảm thấy có cái gì đó hơi lạ lạ xảy ra. Lật qua trang cuối của tờ báo, nơi đề các trận đua ngựa, anh hết sức sửng sốt khi thấy ở trường đua ngựa tên Ascot 5 chữ. Trong trận đua thứ 5, có con ngựa số 5 mang tên là Năm Thiên Thần. Tới đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là giấc mơ đã báo trước cho anh chơi cá ngựa rồi. Thế là hôm đó anh xin nghỉ làm về sớm, ra ngân hàng rút 5.000 đô la đi đánh cá ngựa. Đến trường đua, anh cẩn thận đứng xếp hàng ở quầy số 5 để cá độ. Anh cá hết 5.000 đô la vào con ngựa số 5 của trận đua thứ 5. Anh cá con ngựa tên là Năm Thiên Thần sẽ thắng. Giấc mơ đã quá rõ, không thể nào sai trật được. Còn số 5 đúng là số hên mà, giấc mơ nói đâu có sai. Quả thật như vậy, giấc mơ đã nói không sai. Con ngựa số 5 đã về hạng 5 và anh bất toại 5.000 đô la.
10. Sợ là gì? Sợ là nghĩ tới rủi ro xảy ra trong tương lai. Nếu chúng ta luôn nhớ trong đầu là tương lai không có gì chắc chắn, thì chúng ta sẽ không bao giờ thử đoán trước may rủi, và cái sợ sẽ chấm dứt ngay tại chỗ. Hồi còn nhỏ, tôi rất sợ khi phải đi nha sĩ. Một lần nọ, tôi có hẹn đi chữa răng, và tôi bắt đầu sợ từ nhà cho tới khi đến phòng mạch, thì tôi được biết là ông nha sĩ vắng mặt, và cái hẹn của tôi bị hủy bỏ. Từ đó tôi ngộ ra được, suốt quãng thời gian tôi sợ từ nhà cho tới đây, quả thật là vô ích. Ý thức về sự vô thường của tương lai sẽ làm tan biến cái sợ. Nhưng ngược lại, nếu thiếu chánh niệm thì cái sợ sẽ làm chúng ta ngã quỵ, giống như nó đã làm với chú tiểu tên Châu Chấu Nhỏ trong phim bộ Kung Fu được chiếu hàng tuần trên TV. Vào năm cuối khi còn là giáo viên, tôi đã say mê đón xem phim này hàng tuần trước khi xuất gia. Tôi còn nhớ trong một kỳ, vị sư phụ mù của chú tiểu đã dẫn chú tới một căn phòng đặc biệt thường được khóa kỹ ở phía sau tu viện. Trong căn phòng này có một hồ nước rộng khoảng 6 thước bề ngang. Bên trên có một tấm ván nhỏ bắc ngang từ bờ này sang bờ kia. Sư phụ cảnh cáo, Châu Chấu Nhỏ không được đến gần bờ hồ vì nước trong hồ là một loại axit cực mạnh. Trong 7 ngày nữa, sư phụ nói, con sẽ bị thử thách. Con sẽ phải bước qua cái hồ axit này. Nhớ cẩn thận, con có thấy mấy khúc xương người dưới đáy hồ không? Chú tiểu Châu Chấu Nhỏ rón rén lại gần bờ hồ thì thấy đúng ở dưới đáy có vài khúc xương trắng. Những khúc xương đó là của những chú tiểu trước con đó. Sau đó, sư phụ đưa chú rời khỏi căn phòng ghê rợn kia, ra tới sân chùa. Chú thấy sư phụ đã sắp sẵn một tấm ván nhỏ, kích thước y chang tấm ván trên hồ axit, nhưng được xếp trên hai cục gạch. Và trong vòng 7 ngày tới, chú không có việc gì khác ngoài việc tập đi cho vững trên tấm ván này. Bài tập quá dễ, chỉ sau vài ngày là chú đã đi ngon lành qua lại trên tấm ván, ngay cả bịt mắt cũng không mất thăng bằng. 7 ngày đã qua, Châu Chấu Nhỏ cùng sư phụ trở lại căn phòng có hồ axit. Sư phụ ra lệnh cho chú bước lên tấm ván. Chú lại gần và hơi giật mình vì tấm ván này bề ngang đã thu hẹp lại, nhỏ hơn tấm ván mà chú đã tập ở ngoài sân chùa. Châu Chấu Nhỏ lấy lại bình tĩnh và bắt đầu bước. Nhưng bước chân của chú không còn vững, người chú bắt đầu loạng choạng. Đi chưa tới phần nữa mà toàn thân chú cứ rung lên như muốn té nhào xuống hồ. Và ngay lúc gay cấn đó thì chương trình quảng cáo thương mại xen vô. Tôi rất ghét những quảng cáo rẻ tiền này, nhưng phải đành ngồi chờ và lo lắng không biết Châu Chấu Nhỏ có thoát chết không. Quảng cáo hết và cuốn phim trở lại khúc hồi hộp trong căn phòng có hồ axit, với Châu Chấu Nhỏ đang mất hết tự tin. Tôi thấy chú bước không còn vững nữa, và rồi chú mất thăng bằng và té nhào. Khi nghe tiếng Châu Chấu Nhỏ rơi tõm xuống hồ, thì vị sư phụ già phá lên cười. Té ra dưới hồ chỉ là nước chứ không phải axit. Những khúc xương trắng rải rác đó đây chỉ là đồ giả, cốt làm tăng thêm vẻ rùng rợn. Chúng đã lừa Châu Chấu Nhỏ, và chính tôi cũng bị lừa luôn. Cái gì đã làm cho con té? Vị sư phụ già hỏi. Chính cái sợ đã làm cho con té đó, Châu Chấu Nhỏ. 11. Sợ nói trước công chúng. Tôi nghe nói một trong những cái sợ lớn nhất của mọi người là nói trước công chúng. Trong khi đó, tôi thường phải nói nhiều trong các buổi hội họp, thuyết pháp, trong dịp đám cưới, đám tang, trên đài phát thanh và TV. Đó cũng là một phần công việc của tôi. Tôi nhớ có một lần, 5 phút trước khi ra nói trước công chúng, cái sợ bỗng ập đến tôi. Lần đó tôi chưa sửa soạn trước và cũng chưa biết
mình sẽ nói những gì. Khoảng 300 quan khách đang ngồi chờ trong giảng đường. Họ đã bỏ nguyên buổi tối để đến nghe tôi thuyết giảng. Lúc đó tôi tự hỏi, nếu mình không nghĩ ra được điều gì để nói thì sao đây? Nếu mình nói bậy thì sao? Nếu lỡ mọi người cười mình thì sao? Tất cả cái sợ đều bắt nguồn từ ý nghĩ nếu mình thì sao? Và tăng dần với sự tưởng tượng. Lúc đó tôi đã đoán trước tương lai với đầy ý nghĩ bi quan. Thật là ngu xuẩn. Mặc dù tôi biết điều đó, nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi cái sợ. Tôi đang gặp nạn thật rồi. Buổi tối hôm đó túng quá, tôi đã nảy ra một kế. Đây có thể gọi là phương tiện thiền xảo theo danh từ chuyên môn Phật giáo. Kế này đã giúp tôi chiến thắng cái sợ lúc đó, và tôi xài nó luôn cho tới bây giờ. Kế đó như sau. Tôi quyết định rằng dù khán thính giả có thích buổi nói chuyện của tôi hay không, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi có thích thú khi nói hay không. Và tôi quyết định nói những gì tôi thích. Ngày nay, mỗi khi đi thuyết giảng, tôi đều cảm thấy vui thích. Vì tôi kể những chuyện tiếu lâm làm chính tôi phải buồn cười, và thính chúng cũng cười hoan hỷ. Một lần, tôi được mời nói trực tiếp trên đài radio của Tân Gia Ba, Singapore. Tôi đã kể câu chuyện Ngài Achancha tiên đoán về tương lai tiền tệ quốc tế. Người Tân Gia Ba rất thích về kinh tế. Achancha tiên đoán trong tương lai, thế giới sẽ không còn giấy và kim loại để in ra tiền nữa. Do đó, người ta sẽ phải tìm một thứ gì khác để thay thế tiền trong việc mua bán. Ngài nói người ta sẽ dùng những mẫu cứt gà để làm tiền. Mỗi lần đi mua bán, trong túi họ chứa toàn là cứt gà. Các ngân hàng cũng chứa đầy cứt gà, và những kẻ ăn trộm chỉ định ăn cắp cứt gà. Người nhà giàu thì hãnh diện do những đống cứt gà khổng lồ mà họ kiếm được, còn kẻ nghèo thì mơ ước trúng số được vài chồng cứt gà. Các chính phủ chỉ quan tâm về tình trạng cứt gà thiếu hay đủ trong nước của họ, còn những vấn đề khác như xã hội, nhân quyền, môi trường, vân vân thì họ tính sao? Thử hỏi có gì khác biệt giữa giấy bạc, tiền đồng và cứt gà? Chẳng có gì khác cả. Tôi rất thích thú khi kể câu chuyện này, vì nó vừa tếu mà vừa nói lên thực trạng của xã hội. Tôi nhận ra rằng một khi bạn quyết định làm trò vui khi nói trước công chúng, thì bạn sẽ bớt sợ và thoải mái hơn. Bởi vì trên phương diện tâm lý, không thể nào vừa có sợ và vui cùng một lúc được. Khi tôi cảm thấy thư giãn, thoải mái, thì các ý tưởng khởi lên dễ dàng và tuôn ra miệng, làm tôi ăn nói trôi chảy, hùng biện. Hơn nữa, các khán thính giả sẽ không chán khi nghe chuyện tếu. Các nhà sư ở Thái Lan được huấn luyện để đi thuyết giảng bất cứ lúc nào và không bao giờ được sửa soạn trước các đề tài. Lúc bấy giờ là vào mùa lễ Magabucha, một đại lễ Phật giáo quan trọng hàng thứ nhì trong năm ở miền Tây Bắc Thái Lan. Tôi đang ở tại tu viện Wat Nong Bapong của Ngài Achancha, cùng với khoảng 200 nhà sư và vài ngàn cư sĩ. Năm đó tôi đã xuất gia được 5 năm. Sau buổi tụng kinh tối là đến giờ thuyết pháp cho cư sĩ. Thông thường Achancha là người thuyết giảng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Lâu lâu Ngài nhìn xuống hàng chư tăng, và nếu ánh mắt của Ngài dừng lại nơi bạn thì bạn tới số, vì Ngài sẽ mời bạn lên thuyết pháp. Mặc dù tôi mới xuất gia chưa được bao lâu so với các nhà sư khác, nhưng chẳng ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra đối với Achancha. Lúc đó Achancha nhìn xuống hàng chư tăng, ánh mắt của Ngài có phớt qua tôi rồi đi tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
nhưng rồi ánh mắt ngài nhìn trở lại và dừng ngay tôi. Brahm, Achancha ra lệnh, lên thuyết pháp. Không còn đường nào thoát, mặc dù chưa sửa soạn trước, tôi vẫn phải lên thuyết pháp bằng tiếng Thái. Trong vòng một tiếng đồng hồ, trước mặt thầy tôi, các nhà sư và mấy ngàn cư sĩ, không cần biết nói được hay không, miễn cứ lên nói là được. Achancha không bao giờ nói buổi thuyết pháp đó hay hay dở. Đối với ngài, điều đó không quan trọng. Có một lần, ngài chỉ định một vị sư người Mỹ đã tu lâu năm lên thuyết pháp, cũng bằng tiếng Thái, cho các Phật tử đến tham dự buổi lễ hàng tuần ở tu viện. Sau khi giảng xong một tiếng, vị sư này sửa soạn rút lui, thì Achancha ngăn lại và nói sư giảng thêm một tiếng nữa. Hơi bất ngờ, nhưng vị sư này cũng làm được. Sau khi cố gắng hết sức để giảng thêm một tiếng, vị sư này chắp tay xá chào, thì Achancha lại ra lệnh cho sư nói thêm một tiếng nữa. Thật không thể tưởng tượng nổi, dù sao vốn liếng tiếng Thái của vị sư Mỹ cũng giới hạn, nên khi phải nói thêm một tiếng nữa, thì sư bắt đầu lặp đi lặp lại những gì đã nói từ trước, và thính chúng bắt đầu chen. Đến cuối buổi giảng, bà con đã bỏ ra về gần hết. Những người còn lại thì sầm xì nói chuyện to nhỏ với nhau. Ngay cả Mũi và thằng Lằng cũng bỏ đi ngủ. Sau một tiếng thứ ba, Achancha ra lệnh cho sư giảng tiếp một tiếng nữa, và vị sư Mỹ vâng lời. Cuối cùng buổi giảng cũng kết thúc sau 4 tiếng đồng hồ. Vị sư Mỹ này nói, sau một lần kinh nghiệm như vậy, đối diện với sự chán nản cùng cực của thính chúng, sư không còn sợ nói trước công chúng nữa. Đó là cách huấn luyện của bậc thầy vĩ đại Achancha. 12. Sợ đau. Sợ là gia vị chính của cái đau, nó làm cho cái đau càng tăng thêm. Nếu bỏ đi cái sợ thì chỉ còn một cảm giác đơn thuần. Vào giữa thập niên 1970, tôi bị đau răng trong lúc đang sống tại một tu viện nghèo và sâu thẳm trong rừng vùng Tây Bắc Thái Lan. Khi đó, xung quanh không có phòng mạch nha sĩ, không có điện và cũng không có điện thoại. Chúng tôi cũng không có đến một viên thuốc aspirin hay Tylenol để phòng thân, bởi vì lâm tăng, tức tu sĩ sống trong rừng, phải tập chịu đựng mọi gian khổ. Đến chiều tối, cơn đau răng bắt đầu tăng dần. Tôi thường tự hào mình là một nhà sư gan lì, nhưng cơn đau răng này đã đến để thử thách sức chịu đựng của tôi. Cơn đau đã làm một bên miệng tôi sưng lên và căng cứng. Quả thật là một cơn đau răng dữ dội nhất chưa từng có. Tôi cố gắng chạy trốn nó bằng phương pháp quán hơi thở, vì trước đây tôi đã từng tập trung vào hơi thở mỗi khi bị muỗi rừng cắn. Lúc đó tôi đếm được tới 40 vết cắn trên người và chiến thắng được cơn đau ngứa. Nhưng cơn đau răng này quá thật vô địch. Tôi đã đẩy lùi được nó vài ba giây bằng cách trú tâm vào hơi thở, nhưng rồi nó xông trở lại tấn công mạnh hơn nữa. Tôi không còn ngồi thiền được nữa, phải đứng dậy ra ngoài đi thiền hành. Và tôi cũng thua cuộc, vì tôi không đi thiền mà là chạy thiền. Tôi không thể đi từng bước chậm rãi chánh niệm. Cơn đau đã làm chủ tình hình. Nó khiến tôi chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui như muốn chạy trốn cơn đau. Nhưng chạy đâu cho thoát, tôi muốn khùng lên và giống như người đang dậy chết. Hết đường chạy, tôi trở vào chòi, ngồi xuống và lấy kinh ra tụng. Vì tôi nghe nói kinh Phật có những quyền năng phép lạ, có thể mang lại may mắn, chữa lành bệnh, xua đuổi thú dữ, vân vân. Thú thật là tôi không tin lắm, vì xuất thân là một khoa học gia. Tôi xem tụng kinh cầu nguyện như những lời bịa đặt dành cho kẻ nhẹ dạ. Tuy vậy, tôi cũng cố gắng tụng, hy vọng biết đâu kinh có phép lạ thật. Tụng một hồi chẳng thấy bớt đau chút nào.
tôi đành phải ngưng vì nhận ra mình không còn tụng kinh mà là hét kinh. Cơn đau răng đã làm tôi hét to lên từng chữ trong kinh. Lúc đó trời đã khuya, nếu tiếp tục hét kiểu này thì không những tôi sẽ đánh thức các sư đang ngủ, mà có thể đánh thức luôn cả dân làng cách đó vài cây số. Lúc đó tôi thật cô đơn, cách xa quê hương Anh Quốc cả ngàn dặm, đang ở trong rừng sâu, không có một chút tiện nghi tối thiểu, và nhất là đang ráng chịu cơn đau hoành hành vô phương trốn thoát. Tôi đã thử tất cả những gì tôi biết, nhưng vô hiệu. Trong những giây phút tuyệt vọng như vậy, thường hé mở những cánh cửa giác ngộ mà trong đời sống hằng ngày ít ai thấy được. Một cánh cửa như thế đã hé mở và tôi đã bước vào. Thật ra chẳng có gì hay ho, bởi vì tôi không còn đường nào khác. Lúc đó tôi chợt nhớ tới hai chữ buông xả, let go. Trước đây tôi đã nghe hai chữ này nhiều lần và có đem ra giảng nghĩa cho bạn bè. Tôi tưởng là mình biết ý nghĩa của nó, nhưng tôi đã lầm to. Vì trong cơn đau tôi đã phùng phẩy, làm đủ mọi cách để chạy trốn, và tôi đâu có buông xả cái gì. Khi nhận ra điều này, tôi thực tập ngay sự buông xả, buông xả 100%. Và đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết thật sự buông xả. Những gì xảy ra kế tiếp đã làm tôi chấn động. Cơn đau răng kinh khủng kia biến mất, và thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc tuyệt vời khởi lên từng chập như những đợt sóng lạc thọ phủ khắp thân tôi. Tâm tôi chìm sâu trong sự bình an, tĩnh lặng, và tôi đi vào thiền định một cách dễ dàng. Khi trời gần sáng, tôi mới ngã lưng một chút và ngủ thiếp đi một giấc ngon lành. Tôi thức dậy vừa đúng giờ làm việc chấp tác trong chùa, và nhận ra là răng tôi còn đau, nhưng cái đầu này chẳng thấm thía gì so với đêm hôm qua. Mười ba. Buông xả cái đau. Trong câu chuyện trên, cái cần được buông xả chính là cái sợ đau răng, chứ không phải cơn đau răng. Tôi đã biết chấp nhận cơn đau và cho phép nó có mặt, nên nó không còn là một chướng ngại. Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm này với nhiều người bạn khi họ bị đau răng hành hạ. Họ có áp dụng thử phương pháp buông xả nhưng không thành công, và trở lại gặp tôi than phiền rằng sự đau răng của tôi không thể nào so sánh được với cái đau của họ. Nhưng tôi không đồng ý, bởi vì cái đau là một cảm giác chủ quan, không thể nào đo lường hay so sánh được. Và tôi giải thích tại sao họ áp dụng buông xả mà không thành công với câu chuyện sau đây. Có ba người đệ tử cùng bị đau răng và đang tập buông xả. Buông xả, cả ba cùng nói và ngồi chờ. Buông xả, họ lặp lại khi không thấy bớt đau. Buông xả đi, nào buông xả đi chứ. Tôi nói buông xả nghe chưa? Buông xả, họ hét lên. Câu chuyện có vẻ buồn cười, nhưng đó là điều mà đa số chúng ta thường làm, buông xả lầm chỗ. Chúng ta cần buông xả cái người nói buông xả. Đó là cái tên chỉ huy trong tâm ta. Buông xả có nghĩa là không còn người chỉ huy nữa. Người đệ tử thứ nhì trong cơn đau nhất đã nhớ lại lời dạy phải buông xả tên chỉ huy, nên anh ta ngồi yên chịu đựng, không ra lệnh gì nữa hết. Nhưng sau 10 phút, cái đau còn y nguyên, và anh ta than phiền phương pháp không hiệu nghiệm. Tôi bèn giảng cho anh biết buông xả không phải là phương pháp xua đuổi cái đau, mà là sống chung hòa bình với cái đau. Người đệ tử thứ nhì đã mặc cả với cái đau. Ta buông xả 10 phút và mày, cái đau phải biến mất nghe chưa? Người đệ tử thứ ba trong cơn đau dữ dội đã nói với cái đau như sau: nè cái đau, lòng tao luôn mở rộng, mày muốn làm gì cũng được, cứ tự nhiên. Người đệ tử thứ ba đã hoàn toàn đón nhận và cho phép cái đau tiếp tục bao lâu tùy ý.
dù nó kéo dài suốt đời hoặc đau nặng hơn nữa cũng được. Anh cho phép cái đau được tự do và không muốn kiểm soát hay chỉ huy nó. Đây chính là buông xả thật sự. Dù cái đau còn đó hay biến mất, đối với anh không quan trọng. Và kỳ lạ thay, đúng vào lúc này thì cái đau lại biến mất. Khóa thiền. Đa số những cơn giận của chúng ta thường bắt đầu từ sự mong đợi mà không được thỏa mãn. Chúng ta muốn sự việc phải như thế này hoặc như thế kia, và khi nó không xảy ra đúng như vậy thì chúng ta bực bội, khó chịu, tức giận. Những cái phải như thế này hay như thế kia chính là sự mong đợi, muốn sắp xếp tương lai. Chúng ta quên rằng tương lai vô thường, không có gì chắc chắn. Quá tin vào sự mong đợi tương lai phải như thế này hay như thế kia chính là tự làm khổ mình. Tôi quen một Phật tử người Âu Mỹ. Anh ta xuất gia trở thành một nhà sư cách đây vài năm trong một thiền viện nổi tiếng rất nghiêm khắc trên một vùng núi hẻo lánh. Mỗi năm họ đều tổ chức một khóa thiền 60 ngày. Chương trình rất cực, những người lười biếng hay thiếu kiên nhẫn không thể theo nổi. Họ thức dậy lúc 3 giờ sáng và 10 phút sau là mọi người đều đã yên lặng ngồi thiền. Suốt ngày họ chỉ ngồi thiền và đi thiền hành. Ngồi thiền 50 phút rồi đứng dậy đi thiền hành 10 phút. Sau đó lại ngồi 50 phút rồi đi 10 phút. Và cứ thế làm suốt ngày. Đến bữa ăn, họ ăn ngay tại chỗ thiền của mình và không ai được nói chuyện. Đến 10 giờ tối, họ được nằm xuống để ngủ ngay tại chỗ ngồi thiền. Nếu ai muốn thức dậy trước 3 giờ sáng thì tùy ý, nhưng không được trễ hơn. Thời gian duy nhất được tạm nghỉ là lúc vào tham vấn với vị thiền sư hung dữ và những lúc đi vệ sinh không được quá lâu. Mới sau 3 ngày, chân và lưng của nhà sư Âu Mỹ bị đau nhức kinh khủng vì anh ta không quen ngồi lâu như vậy trong một tư thế không tự nhiên chút nào đối với người Âu Mỹ. Thế mà trước mắt còn tới 8 tuần nữa phải trải qua, nên anh bắt đầu nghi ngờ không biết mình có thể chịu đựng nổi khóa tu này hay không. Đến cuối tuần thứ nhất, sự việc không khả quan hơn chút nào. Ngày nào cũng ngồi như vậy, hết giờ này sang giờ khác. Anh đau đớn, quằn quại như kẻ sắp chết. Những ai đã tham dự khóa thiền 10 ngày đều biết cảm giác đau nhức ra sao. Vậy mà anh ta còn tới 7 tuần rưỡi nữa. Nhưng anh này là một người có chí khí. Anh gom hết sức lực của mình, phấn đấu từng giây một. Đến cuối tuần thứ nhì thì anh chịu hết nổi vì cái đau đã lên tới cực điểm. Cơ thể Âu Mỹ của anh đâu phải sinh ra để bị tra tấn như vậy. Và tu kiểu này đâu còn là đạo Phật, mang danh là con đường trung đạo. Khi đó anh trộm liếc các nhà sư Á Đông xung quanh, thấy họ cũng đang nghiến răng chịu đựng. Niềm kiêu hãnh của anh bừng dậy, giúp anh qua được 2 tuần nữa. Trong thời gian này, thân thể của anh vừa bị đau và như vừa bị thiêu đốt. Giây phút giải thoát duy nhất của anh là khi tiếng chuông báo hiệu 10 giờ tối, cho phép cái thân bị tra tấn của anh được duỗi ra và nằm xuống nghỉ một chút. Nhưng hình như mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì tiếng chuông sáng đã vang lên, đánh thức anh dậy để trải qua một ngày tra tấn khác. Đến cuối ngày thứ 30, vài tia sáng hy vọng lấp lóe đằng xa. Anh biết là mình đã đi được nửa đường rồi, và anh tự nhủ, sắp hết rồi, ráng lên. Nhưng thời gian hình như kéo dài hơn, cái đau ở lưng và đầu gối anh
càng ngày càng nhức nhối hơn. Nhiều lúc anh muốn khóc thét lên, nhưng rồi vẫn kiên gan vượt qua được. Còn 2 tuần nữa, rồi còn 1 tuần nữa. Trong tuần cuối, thời gian đi chậm rì giống như một con kiến bò lê trong hũ mật. Mặc dù anh đã quen chịu đựng những cơn đau, nhưng không phải dễ nuốt. Anh nghĩ nếu bỏ cuộc lúc này thì thật uổng phí công lao anh đã chịu đựng tới đây. Do đó anh lại cắn răng tiếp tục, dù có phải lăn ra chết cũng mặc. Cuối cùng rồi ngày thứ 60 cũng phải đến. Tiếng chuông đánh thức anh dậy vào 3 giờ sáng. Anh tự nhủ, sắp xong rồi, đây là ngày cuối. Nhưng lạ thay, cái đau của ngày này cũng tăng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Giống như từ trước tới giờ, nó chỉ đùa giỡn đánh khẩy thôi, và hôm nay nó mới ra tay đánh anh đo ván. Mặc dù chỉ còn vài giờ nữa là hết khóa tu, nhưng anh không biết mình có thể chịu nổi nữa không. Và rồi chỉ còn 50 phút chót ngồi thiền. Khi vừa bắt đầu thời tọa thiền này, anh liền tưởng tượng mình sẽ làm gì khi khóa thiền chấm dứt. Trước hết là đi tắm cho khỏe, sau đó kiếm cái gì ăn thoải mái, vừa ăn vừa kể chuyện tào lao với bạn bè. Nhưng rồi cái đau lại nhảy vào cắt đứt dòng tư tưởng ngon trớn của anh, và nó bắt anh phải chú ý tới nó. Nhiều lần anh lén mở mắt nhìn lên đồng hồ trên tường và không tưởng tượng nổi làm sao thời giờ có thể đi chậm như thế. Phải chăng nó hết pin, hoặc kim đồng hồ bị mắc kẹt không nhúc nhích nữa? Trời ơi, 50 phút sao mà dài như năm thế kỷ. Nhưng dù dài mấy thế kỷ đi nữa cũng phải có ngày chấm dứt. Tiếng chuông vang lên nghe thật dễ thương, báo hiệu khóa tu chấm dứt. Cảm giác sung sướng lan chạy khắp người anh, và cảm giác đau nhức không biết đã biến đi đâu mất. Anh đã thắng cuộc, đã chịu đựng tới cùng. Bây giờ anh phải thưởng cho mình. Nào, sửa soạn đi tắm chứ. Chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi thì vị thiền sư đánh một tiếng chuông kêu mọi người chú ý. Ông nói, khóa thiền này thành công tốt đẹp. Nhiều thiền sinh đã đạt được tiến bộ lớn, và trong buổi tham vấn, họ đề nghị với tôi nên tiếp tục thêm 2 tuần nữa. Tôi nghĩ đó là một điều hay, nên tuyên bố khóa thiền tiếp tục. Mọi người hãy ngồi yên tại chỗ. Thế là mọi người lại kéo chân xếp bằng ngồi yên, khởi đầu cho 2 tuần nữa. Vị sư Âu Mỹ nói, anh không còn cảm thấy đau trong người chút nào nữa. Lúc đó anh điên tiết lên, trong đầu chỉ muốn tìm cho ra ai là người đã đề nghị kéo dài thêm khóa thiền. Và nếu tìm ra thì anh sẽ trừng phạt ra sao? Cơn giận đã át hết mọi cái đau. Lúc đó anh khùng lên và mất hết lý trí, sẵn sàng trở thành kẻ sát nhân. Anh chưa bao giờ uất hận như vậy. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông lại vang lên. Nhìn đồng hồ, anh thấy 15 phút đã trôi qua như chớp mắt. Khóa thiền chấm dứt. Vị thiền sư tuyên bố, quý vị hãy ra ngoài giải khát, uống trà, ăn bánh thoải mái, và có thể nói chuyện được rồi. Vị sư Âu Mỹ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi tưởng chúng ta phải tiếp tục khóa thiền thêm 2 tuần nữa mà, chuyện gì đã xảy ra vậy? Một vị sư lão thành đã sống lâu năm trong tu viện, thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, bèn đến gần mỉm cười nói, bạn đừng lo, năm nào sư phụ cũng làm như vậy. Trong những khóa thiền tích cực, suốt ngày hết tọa thiền lại đến thiền hành. Đó không phải là những lớp thiền thư giãn hay giải trí, mà cốt để cho hành giả cảm nghiệm rõ ràng sự vô thường, khổ, vô ngã của năm uẩn, có cơ hội thấy rõ sự vận hành của tâm thức mình, của tham, sân, si, và thực tập hạnh buông xả. 15. Con quỷ ăn giận. Vấn đề của cái giận là chúng ta thích giận. Nói vậy,
có lẽ nhiều người không đồng ý. Vì có ai lại thích giận bao giờ? Khi giận lên, nó cho chúng ta cảm giác mạnh bạo, oai hùng, không còn biết sợ và uy hiếp mọi người, làm họ nể phục. Vì thế mà vô tình chúng ta ghiền giận và thích giận. Khi giận lên, la hét, đập phá, thì chúng ta cảm thấy hả dạ, cảm thấy đã nư. Nhưng trong cái giận cũng có sự nguy hiểm, đưa tới kết quả tai hại không thể lường được. Chúng ta cần phải ý thức được sự nguy hiểm của cái giận thì may ra mới từ bỏ nó được. Một thuở xa xưa, trong lúc nhà vua đi vắng, có một con quỷ xuất hiện, ngang nhiên bước vào cung điện. Mặt mũi nó rất xấu xí, thân thể toát ra mùi hôi thối. Khi nó mở miệng thì nói ra những lời ghê tởm, khiến lính canh và các quan trong cung điện đều hoảng sợ đứng chết chân. Nhân đó, con quỷ đi thẳng vào triều đình và leo lên ngai vua ngồi. Khi thấy con quỷ ngồi lên ngai vua, các quan và lính gác mới hoàn hồn chạy tới đuổi. "Hãy mau ra khỏi nơi đây!" Mọi người đều la lên. "Đây không phải là nhà của ngươi. Nếu ngươi không đi ra thì chúng ta sẽ chém ngươi thành từng mảnh." Khi nghe những lời sơn si như vậy thì người con quỷ tự nhiên lớn lên vài phân. Mặt nó trở nên xấu xí hơn, mùi hôi trên người nó tanh hơn, và lời nói của nó càng tục tiểu hơn. Mọi người cùng rút kiếm chĩa giáo la hét dọa nạt nó. Cứ sau mỗi tiếng la hét, mỗi hành động hung hăng và ngay cả mỗi ý nghĩ tức giận của quân lính thì con quỷ lại lớn thêm vài phân, hình thù xấu xí hơn, mùi tanh hôi hơn, và lời nói càng tục tiểu hơn. Hai bên đang la hét chửi bới nhau như vậy thì nhà vua trở về. Ngài nhìn thấy có một con quỷ to tướng đang ngồi trên ngai của mình. Chưa bao giờ ngài thấy một con quỷ xấu xí như vậy. Mùi hôi trên người nó nồng nặc đến nỗi dòi bò cũng phải bỏ chạy. Lời nói của nó tục tiểu, nham nhở, ngay cả những tay bợm nhậu chuyên chữ thề cũng không bằng. Nhà vua rất bình tĩnh. Đó cũng là lý do vì sao ngài là vua. Ngài biết mình phải đối phó ra sao. "Chào mừng bạn," nhà vua nói một cách thân mật. "Chào mừng bạn đã tới thăm cung điện của ta. Có ai đã mời bạn ăn uống gì chưa?" Trước những lời nói thân mật này, con quỷ tự nhiên nhỏ đi vài phân, mặt mũi bớt xấu đi một chút, mùi bớt hôi và ăn nói bớt hung dữ. Mọi người trong cung điện đều nhận ra ngay sự thay đổi này. Thế là một người bước tới hỏi con quỷ có muốn uống trà không. "Thưa bạn, muốn dùng trà Ấn Độ hay trà ăn lê hay trà bạc hà, rất tốt cho sức khỏe của bạn." Một người khác điện thoại đặt mua bánh pizza, loại bự nhất dành cho những người béo phì vì con quỷ khá to lớn. Một người khác thì tự tay đi làm bánh mì thịt cho con quỷ. Một người lính đã tới gần xoa bóp chân cho con quỷ, và một người khác thì xoa bóp lưng cho nó. "Ui chao ơi, đã quá!" con quỷ rên lên. Cứ sau mỗi lời nói, hành động hay ý nghĩ dễ thương của mọi người xung quanh thì con quỷ lại nhỏ đi vài phân, bớt xấu, bớt hôi và bớt hung dữ. Trước khi bánh pizza được giao tới cung điện thì con quỷ đã thu nhỏ trở lại kích thước ban đầu khi nó mới tới. Nhưng mọi người vẫn chưa chịu ngưng. Họ vui vẻ tiếp tục đối xử tử tế, dễ thương với con quỷ, khiến nó teo dần tới mức nhỏ hơn con kiến. Và chỉ cần thêm vài hành động dễ thương nữa thì con quỷ tan biến mất. Con quỷ đó có tên là con quỷ ăn giận. Người hôn phối của chúng ta nhiều lúc cũng có thể biến thành con quỷ ăn giận. Nếu chúng ta nổi sân với họ thì hãy nhìn xem, họ sẽ trở nên xấu xí, nói năng hung dữ, và vấn đề sẽ tăng lên vài phân mỗi lần chúng ta nổi giận với họ. Hy vọng
bạn đã nhận ra sai lầm của mình và biết cách sửa đổi. Cái đau cũng là một loại con quỷ ăn vật. Khi bị đau, chúng ta hay nổi giận, nghĩ trong đầu: cái đau thì dễ ghét quá, mày đi ra chỗ khác, tao không muốn có mày ở đây. Và cái đau lại càng tăng thêm và làm dữ. Quả thật khó mà dễ thương nổi với cái gì làm mình đau nhức khổ sở. Nhưng nhiều lúc không còn cách nào khác hơn nữa. Giống như câu chuyện đau răng mà tôi kể ở trước, khi chúng ta biết chấp nhận, thật lòng đón tiếp cái đau và đối xử tử tế với nó, thì nó sẽ nhỏ dần, bớt quậy, bớt phá, bớt làm dữ và có thể tan biến luôn. Có vài bệnh ung thư cũng thuộc loại con quỷ ăn dần. Chúng nó xấu xí, đáng ghét, ai cũng sợ. Vậy mà chúng ngang nhiên đi vào người chúng ta và ngồi chiếm trệ trên ngai vàng. Đa số mọi người đều xua đuổi nó là chuyện dĩ nhiên. Ung thư ơi, mày mau đi chỗ khác chơi, tao không muốn có mày đâu. Nhưng nếu sau khi làm đủ mọi cách mà nó vẫn không đi, thì tốt hơn chúng ta nên đổi thái độ, chào mừng và đón tiếp nó tử tế, giống như nhà vua ở cung điện kia. Là người tu, ai cũng biết là không nên giận. Vì giận là một trong ba cái độc, nó làm mình phiền não và tạo nghiệp xấu. Nhưng có ai dẹp trừ được cái giận? Chúng ta thường có thói quen khi bị người khác làm trái ý thì nổi sân lên. Người ta nói một thì mình hùng hổ nói lại hai, ba để lấn át. Nhưng nào ngờ họ không sợ mà còn nổi sân hơn với mình, và cứ thế leo thang. Chỉ có trí tuệ hay đạo đức thấy được nhiên liệu làm lửa sân bốc cháy và biết cách khôn ngoan tưới nó bằng nước từ bi thì nó mới bị dập tắt. Câu chuyện con quỷ ăn dần trên có vẻ tiếu lâm nhưng thâm thúy vô cùng. Hiệu quả của nó gấp mấy lần những bài pháp dạy quán từ bi một cách khô khan tự chuyên. 16. Tha thứ dập tắt lửa sân. Khi bị ai đó làm tổn thương, chúng ta không bắt buộc phải trả thù hay trừng trị họ. Nếu là người Công giáo hay Hồi giáo, thì chúng ta có thể nghĩ Thượng Đế sẽ trừng phạt họ. Nếu là người Phật tử hay Ấn Độ giáo, thì chúng ta hãy để luật nhân quả trừng trị họ. Giả sử bạn không theo những đạo trên mà theo đạo khoa học hiện đại như tâm lý trị liệu, thì bạn nên biết là người não hại bạn sẽ mang mặc cảm tội lỗi và phải tốn nhiều thời giờ, tiền bạc để giải tỏa nó. Vậy thì tại sao chúng ta lại cần phải dạy cho họ một bài học? Nếu suy nghĩ chín chắn thì chúng ta không phải ra tay trừng trị họ. Mọi việc sẽ trôi chảy êm đẹp nếu chúng ta biết tha thứ và buông xả cơn giận. Trong tu viện của tôi có hai nhà sư người Mỹ đang xích mích với nhau. Một người từng là thủy quân lục chiến trước đây ở Việt Nam, còn người kia đã từng là một nhà kinh doanh giàu có ở Mỹ, nhưng từ bỏ danh vọng để đi tu. Cả hai đều còn trẻ, khỏe mạnh, có tài và cương quyết. Đúng ra các nhà sư không nên cãi nhau, nhưng chuyện này vẫn xảy ra như thường. Và các nhà sư cũng không được đánh nhau, nhưng chuyện này cũng có thể xảy ra. Hai nhà sư kia lời qua tiếng lại một hồi, rồi bắt đầu lớn tiếng, sấn lại trừng mắt nhìn nhau như sẵn sàng nện cho đối thủ vài cú. Đang giữa cơn thịnh nộ chửi bới nhau như vậy, bất thình lình nhà sư cựu chiến binh sụp xuống đất quỳ lại cung kính, làm nhà sư cựu thương gia hết sức kinh ngạc. Nhà sư cựu chiến binh ngẩng mặt lên nói: tôi thành thật xin lỗi, xin bạn hãy tha thứ cho tôi. Quả thật đây là một hành động bất ngờ và hy hữu, xuất phát tự nhiên từ đáy lòng chứ không tính toán trước. Nó được làm một cách thành thật, khiến người đối diện cảm nhận được ngay. Và nhà sư thương gia kia đã cảm động bật khóc. Vài phút sau, mọi người thấy họ thân mật trở lại với nhau
như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là điều mà các nhà sư nên làm. Theo tôi nghĩ, vị sư cựu chiến binh kia không thể tự nhiên trong cơn thịnh nộ, thiếu điều sắp đấm đối thủ mà có thể sụp xuống lại như vậy. Nếu trước đó không ít thì nhiều đã có thực tập quán chiếu về từ bi, tha thứ và sám hối. Chưa chứng quả thánh thì ai mà chẳng có lúc sân lên. Nhưng người có tu, biết tu thì mới biết sám hối. Còn người không tu thì sẽ để cho cơn sân nắm đầu lôi đi tuốt luốt và sẽ không có chuyện sụp xuống quỳ lại xin lỗi. Mười bảy, tha thứ tích cực. Qua câu chuyện trên, bạn sẽ nói tha thứ có thể dập tắt lửa sân đối với người tu ở trong chùa. Chứ đối với người ngoài đời mà tha thứ kiểu đó thì người ta sẽ lợi dụng. Nếu bị người khác ăn hiếp mà im lặng tha thứ thì người ta sẽ nói là mình hèn nhát. Ngoài đời có câu, nếu ai tát mình bên phải mà đưa má bên trái ra thì sẽ phải đi nha sĩ hai lần thay vì chỉ đi một lần. Loại tha thứ mà tôi muốn nói ở trên là loại tha thứ tích cực. Tích cực có nghĩa là tưới tẩm những tính tốt mà chúng ta muốn thấy xuất hiện. Tha thứ có nghĩa thả trôi đi những tính xấu đã gây nên vấn đề, không cố bám víu vào chúng nữa. Thí dụ, trong một vườn hoa, nếu ta tưới nước cỏ dại là nuôi dưỡng vấn đề, không tưới cái gì nữa hết, giống như tha thứ. Chỉ tưới các bông hoa và không tưới cỏ dại chính là tha thứ tích cực. Khoảng 10 năm về trước, sau một buổi giảng chiều thứ sáu hàng tuần ở Perth, một phụ nữ đã lên gặp tôi thưa chuyện. Tôi nhớ hình như cô đã có mặt thường xuyên trong các buổi giảng từ nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô tới nói chuyện với tôi. Cô ta muốn nói lời cảm tạ chân thành, không những đối với tôi mà với tất cả chư tăng đã thuyết pháp tại chùa. Và cô nói lý do như sau. Cô bắt đầu tới chùa từ 7 năm qua. Cô thú thật, lúc đó tới chùa không phải vì thích đạo Phật hay thiền quán, mà chỉ vì muốn trốn ra khỏi nhà trong chốc lát. Cô có một người chồng rất vũ phu, thường chửi rủa đánh đập cô, nhưng cô không đủ sáng suốt và can đảm bỏ chồng. Vì thế, cô tìm tới chùa của chúng tôi với hy vọng được yên ổn trong 2 giờ đồng hồ nghe thuyết pháp. Nhờ nghe thuyết pháp mà cuộc đời cô đã thay đổi. Cô được nghe chư tăng giảng về tha thứ tích cực và quyết định về nhà thực hành với chồng mình. Cô kể mỗi lần bị anh ta đánh đập thì cô tha thứ và bỏ qua. Tôi không biết làm sao cô thực hành được, nhưng chỉ có cô mới biết thôi. Và mỗi khi anh nói hay làm được một điều gì dễ thương, dù rất nhỏ, thì cô ôm anh vào lòng, hôn anh, vuốt ve anh, hoặc làm bất cứ cử chỉ nào cho anh thấy là cô rất cảm động trước lòng tốt của anh. Nói tới đây cô thở dài và cho biết là phải mất tới 7 năm trời. Mắt cô hơi rưng lệ. 7 năm dài, cô nói tiếp. Nhưng thầy sẽ không còn nhận ra người chồng cũ của con nữa. Anh ấy đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ 2 vợ chồng rất thương yêu nhau và đã có được 2 đứa con. Mặt cô lúc này sáng rực lên như có hào quang. Thầy có thấy cái ghế nhỏ này không? Cô hỏi tôi. Anh ấy đã tự tay làm cho con cái ghế nhỏ này để ngồi thiền. Nếu là trước đây 7 năm thì anh ấy sẽ dùng cái ghế này để đặt con. Nghe tới đây, tôi và cô ta cùng bật cười. Tôi rất thán phục người phụ nữ này. Cô đã tìm lại được hạnh phúc với tất cả sự kiên nhẫn của mình. Cô đã chuyển hóa một con quỷ thành một người chồng tốt, biết thương yêu săn sóc vợ con. Cô đã tự cứu mình và cứu người khác một cách tuyệt hảo. Trên đây là một thí dụ lý tưởng về sự tha thứ tích cực. Khi kể câu chuyện này, tôi không có ý khuyến khích những ai
bị vợ hay chồng hành hung đánh đập, phải làm đúng như vậy. Tôi chỉ muốn nêu lên những gì chúng ta có thể đạt được nếu biết tha thứ cái xấu và tưới tẩm cái tốt. Mười tám. Lời dạy vô giá. Tôi nghe nói những bệnh trầm cảm, uất cảm đã giúp cho kỹ nghệ sản xuất dược phẩm thu nhập hàng tỷ đô la. Nghe thấy mà chán đời. Làm giàu trên sự đau khổ của kẻ khác là điều không tốt chút nào. Theo truyền thống nguyên thủy, những nhà sư như chúng tôi không được giữ tiền bạc, và chúng tôi không lấy tiền khi thuyết pháp, khuyên nhủ, giải đáp thắc mắc hoặc bất cứ dịch vụ gì. Có một phụ nữ người Mỹ điện thoại tới một thiền viện để hỏi cách thức tu thiền. Tôi nghe nói ở đây có dạy thiền phải không? Bà ta hỏi trên điện thoại. Dạ thưa bà, đúng vậy. Vị thiền sư trả lời. Vậy ông lấy bao nhiêu? Bà đi ngay vào vấn đề. Chúng tôi không lấy tiền. Thế thì chắc ông dạy không hay rồi. Nói xong bà liền cúp điện thoại. Cách đây vài năm, tôi cũng nhận được một cú điện thoại tương tự từ một phụ nữ người Úc gốc Ba Lan. Hình như tối nay có thuyết pháp ở chùa phải không? Bà ta hỏi. Thưa bà, đúng vậy. Buổi thuyết pháp bắt đầu 8 giờ tối. Tôi trả lời. Nếu tới nghe phải trả bao nhiêu? Không trả gì hết, thưa bà. Tôi trả lời. Chắc ông không hiểu. Bà ta hỏi lại. Nếu tôi tới nghe giảng thì tôi phải trả ông bao nhiêu tiền? Thưa bà, buổi giảng miễn phí, bà không phải trả đồng nào hết. Tôi ráng trả lời thật chậm rãi. Cái gì? Bà hét to bên kia đầu dây. Mấy đô la, mấy xu, tôi phải trả ít nhất bao nhiêu để vô nghe? Thưa bà không phải trả đồng nào. Bà chỉ cần bước vào phòng giảng, tìm một chỗ ngồi và đứng dậy ra về bất cứ lúc nào. Sẽ không có ai tới hỏi tên tuổi và địa chỉ của bà. Sẽ không có ai tới đưa quảng cáo hoặc xin tiền cúng dường ở ngoài cửa. Buổi giảng hoàn toàn miễn phí. Tôi nghe bên kia yên lặng vài giây. Rồi bà ta hỏi với giọng thành thật muốn biết. Nếu miễn phí như vậy thì các ông được cái gì? Hạnh phúc, thưa bà. Tôi trả lời, hạnh phúc. Ngày nay, khi có ai hỏi phải trả bao nhiêu để tới nghe buổi thuyết pháp, thì tôi không còn nói là miễn phí nữa, mà nói là vô giá. Đống phân bò. Ở đời thường có những chuyện xui xẻo bất ngờ xảy ra với tất cả mọi người. Tuy nhiên sự khác biệt giữa một người hạnh phúc và một người đau khổ tùy thuộc vào sự phản ứng của họ ra sao trước những hoàn cảnh xui xẻo đó. Hãy tưởng tượng một buổi chiều đẹp, bạn đi chơi vui vẻ với bạn bè ở ngoài biển. Khi trở về nhà, bạn thấy một đống phân bò, không biết ai chở một xe tới đổ trước nhà bạn. Ở đây có ba điều cần biết về đống phân này. Một, bạn không có đặt mua nó, đây không phải lỗi của bạn. Hai, bạn bị mắc kẹt với nó, không ai biết người nào đã chở tới đổ ở đây, nên bạn không thể gọi họ tới hốt đi được. Ba, đống phân bò này vừa dơ vừa thúi, mùi của nó xông đầy vào nhà bạn, làm ai cũng phải bịt mũi nhăn mặt. Trong câu chuyện này, đống phân bò trước nhà bạn tượng trưng cho những hoạn nạn xui xẻo bất chắc xảy ra trong cuộc đời. Và cũng có ba điều cần biết giống như trên đối với sự bất hạnh. Một, bạn không có đặt mua nó, đây không phải lỗi của bạn. Bạn nói, tại sao chuyện này lại xảy ra cho tôi? Hai, bạn bị mắc kẹt với nó,
không ai có thể tới lấy nó đi được. Ba, thật là tức. Sự xui xẻo này đến phá hoại hạnh phúc của bạn, làm bạn khổ sở vô cùng. Có hai cách đối phó khi bị mắc kẹt trước một đống phân như vậy. Cách thứ nhất là mang nó trên người như nhét nó vào túi quần, túi áo. Có người bỏ nó vào túi đeo lưng hoặc vali xách tay. Có người còn trét nó lên quần áo. Bạn sẽ thấy khi mang theo nó trên người như vậy thì nhiều người sẽ lánh xa bạn, ngay cả những người thân nhất. Mang phân trên người tượng trưng cho giận dữ, buồn phiền, chán đời, trầm cảm. Đây là lối phản ứng tự nhiên của đa số mọi người khi gặp nạn. Nhưng làm như vậy thì chúng ta sẽ mất đi nhiều bạn bè và người thân. Điều này cũng tự nhiên và dễ hiểu, bởi vì họ đâu có thích ở gần khi chúng ta tỏa ra đầy trược khí. Hơn nữa, cái đống phân kia đâu có nhỏ bớt đi, và mùi của nó càng ngày càng hôi thối, khó ai chịu nổi. May thay, có cách thứ nhì. Khi bất thình lình có một đống phân không biết ai đổ trước nhà mình như vậy, thay vì buồn phiền mang nó trên người, thì bạn hãy ra tay dọn dẹp nó, đem cuốc, xẻng, xe bùa ịch ra làm việc. Bạn phải xúc từng xẻng phân, chất lên xe bùa ịch, đẩy ra sau giường, cuốc đất đào hố đổ xuống. Đây thật là một công việc nặng nhọc, cực khổ, tốn nhiều thời giờ. Nhưng bạn biết không còn cách nào khác nữa. Ban đầu, có thể bạn chỉ xúc được nửa xe bùa ịch trong ngày mà thôi. Nhưng dù sao, bạn cũng đã làm một điều hữu ích để giải quyết vấn đề, thay vì ngồi đó than thở chán đời. Mỗi ngày bạn kiên nhẫn xúc đi một chút phân, và từ từ đống phân nhỏ dần. Nhiều khi phải trải qua nhiều năm tháng, nhưng một buổi sáng đẹp trời nào đó, bạn sẽ thấy đống phân kia không còn trước nhà bạn. Và hơn thế nữa, một việc kỳ lạ đã xảy ra ngay phía sau nhà bạn. Những bông hoa tươi đẹp đã chen nhau đua nở tưng bừng trong vườn nhà bạn. Mùi hoa thơm tỏa ra tận ngoài đường, khiến người hàng xóm và khách bộ hành đi qua phải mỉm cười hoan hỷ. Mấy cây ăn trái trong góc vườn của bạn cũng sai trái nặng trĩu. Những trái cây này ngọt chưa từng thấy, và nhiều đến nỗi bạn ăn không hết, phải đem chia cho hàng xóm và kẻ qua đường. Xúc từng xẻng phân tượng trưng cho sự đón chào những hoạn nạn xui xẻo, xem chúng như là phân bón cho đời bạn. Công việc này bạn phải tự làm lấy, không ai có thể làm thế cho bạn được. Chịu khó cuốc đất đào lỗ trong vườn tâm của bạn, ngày qua ngày, cái đống phân đau khổ kia sẽ nhỏ dần. Bạn có thể tốn nhiều năm, nhưng một ngày nào đó, bạn không còn thấy đau khổ trong đời bạn nữa, mà ngược lại, phép lạ sẽ xảy ra. Những đóa hoa thương yêu sẽ nở rực trong lòng bạn, với hương thơm từ bi tỏa khắp xung quanh, bay tới hàng xóm và người thân của bạn. Những cây trí tuệ lớn lên sau giường, cho ra những trái hiểu biết ngọt ngào về bản chất cuộc đời. Bạn sẽ vui sướng chia sẻ những hoa trái thơm ngọt này với tất cả mọi người. Một khi bạn đã đếm mùi khổ đau, hoạn nạn, rút tỉa được bài học và từ đó làm đẹp vườn tâm của mình, khi đó bạn mới có thể giang tay ôm những người đang chìm sâu trong thống khổ và nói nhỏ: "Tôi hiểu." Và họ sẽ nhận ra ngay là bạn thật sự hiểu họ, hiểu niềm đau của họ. Đây là khởi đầu của lòng từ bi. Sau đó, bạn chỉ cho họ thấy cái xe bùa ịch, cái xẻng, cái cuốc cùng với sự kiên nhẫn của bạn và khuyến khích họ vượt qua. Người ta không thể chỉ cho kẻ khác những gì mà chính mình chưa trải qua. Tôi biết có rất nhiều vị sư rất giỏi về thiền. Họ sống tỉnh thức an lạc và bình tĩnh trước nghịch cảnh. Nhưng chỉ có một số nhỏ trở thành những bậc thầy lớn. Điều này có làm tôi thắc mắc. Giờ đây theo tôi hiểu, những vị sư có cuộc sống tương đối nhàn hạ, ít gặp phải phân bò, thường khó trở thành những bậc thầy lớn.
chính những vị sư thường gặp nhiều phân bò, can đảm lặng lẽ xúc dẹp và chuyển nó thành một vườn hoa đẹp, là người dễ trở thành những bậc thầy lớn. Họ đều có trí tuệ, từ bi và bình an. Những người nào gặp nhiều phân bò hơn thì sẽ có nhiều từ bi, trí tuệ hơn để chia phát cho người khác. Nếu bạn là người muốn làm lợi ích cho cuộc đời hoặc muốn đi theo con đường từ bi, thì lần tới khi gặp hoạn nạn xảy đến, bạn hãy nói hết sảy lại có thêm phân bón cho dưỡng tâm. Hai mươi, hãy là thùng rác. Một trong những công việc của tôi là lắng nghe những vấn đề của Phật tử thường đến than thở. Nhiều khi nghe những chuyện rắc rối, khó xử của họ làm tôi cũng động lòng và chán nản. Để tìm cách giúp đỡ một người ra khỏi hố thẳm, đôi lúc tôi phải mò xuống hố để nắm lấy tay họ, nhưng phải luôn nhớ mang theo cái thang. Nhờ thế mà sau buổi nói chuyện, tâm tôi trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ajahn Chah nói, các nhà sư chẳng khác những thùng rác, nhất là những vị tu lâu năm phải ngồi ở trong chùa, lắng nghe phiền não của chúng sinh và chấp nhận rác rến của họ đổ vào mình. Nào là chuyện vợ chồng bất hòa, chuyện con cái khó dạy, chuyện xích mích với họ hàng, chuyện tài chánh thiếu hụt, vân vân. Ôi thôi, đủ thứ chuyện. Một tu sĩ độc thân làm sao biết được những vấn đề vợ chồng? Đúng ra chúng tôi không cần nghe và không cần biết đến những thứ đó. Nhưng vì lòng từ bi mà chúng tôi ngồi yên lắng nghe, chia sẻ sự bình an của mình và đón nhận mọi thứ rắc rến. Ngoài việc ngồi lắng nghe, Ajahn Chah còn dạy thêm một điều quan trọng. Ngài nói, chúng tôi hãy là một thùng rác không có đáy, hứng nhận tất cả rác rến nhưng không giữ lại chút nào. Vì thế, một người bạn tốt hay một chuyên gia lắng nghe cần phải giống như một thùng rác không đáy, không bao giờ bị đầy khi lắng nghe những vấn đề khổ đau của kẻ khác. Ở đây, Ajahn Brahm có ý khuyên chúng ta tập lắng nghe khi người khác trút bầu tâm sự khổ đau của họ, và đừng si mê dại dột ôm rác của người thành của mình. Vì đa số chúng ta chỉ thích nói chứ không thích nghe. Ở Tây Phương, những nghề như tâm lý trị liệu và tâm lý phân giải rất được thịnh hành. Những người bị bệnh căng thẳng thần kinh, trầm cảm hoặc bất cứ vấn đề tình cảm, nội tâm bức xúc thường tìm đến những nhà tâm lý trị liệu hoặc nhà phân tâm để nói và kể chuyện. Những chuyên gia tâm lý này thường chỉ ngồi nghe mà không nói năng hay trả lời gì hết. Bệnh nhân đến ngồi hoặc nằm dài trên giường và cứ thế nói hết những gì mình muốn nói, hoặc không nói được với ai như vợ chồng, cha mẹ, bạn bè trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng rồi đứng dậy trả tiền ra về. Đối với người Á Đông thì chuyện này có vẻ tức cười, vì một người vừa nói lại vừa phải trả tiền, trong khi một người ngồi yên chẳng nói chẳng làm gì hết mà còn được trả tiền. Nhưng bạn hãy nhìn lại mình xem, có bao giờ bạn thèm có một người nào đó biết ngồi yên lắng nghe mình nói không? Vợ hay chồng của bạn, cha hay mẹ của bạn có bao giờ chịu ngồi yên lắng nghe bạn kể chuyện hay tâm sự gì không? Hay là lúc nào họ cũng bận rộn với hàng trăm công việc, hoặc họ chỉ nghe được vài câu là cãi lại, hoặc khuyên lơn, hoặc bác bỏ qua một bên, làm bạn mắc nghẹn, nuốt không vô, khạc không ra. Trong đời sống gia đình, hầu như ai cũng có chuyện bận rộn riêng, không ai có thì giờ cho ai, nói chi đến chuyện ngồi yên lắng nghe người khác nói. Chính vì vậy mà người Tây Phương phải đi tìm người biết ngồi lắng nghe để họ kể hết nỗi lòng, tuôn ra những điều ấm ức và họ chấp nhận trả tiền. Tuy nhiên, những chuyên gia lắng nghe này đã được học ít nhiều về tâm lý trị liệu và phải biết cách hướng dẫn bệnh nhân tự giải quyết vấn đề. Và điều tối quan trọng là họ không bao giờ đi kể hay tiết lộ cho một người thứ ba
biết những gì bệnh nhân đã nói. Đó là bí mật nghề nghiệp. Chính nhờ vậy mà bệnh nhân mới yên lòng bộc lộ hết ý nghĩ. Còn người Á Đông khi có vấn đề thường hay đi nói hay kể với người thân, bạn bè. Nhưng nhiều khi người này lại đem đi kể cho người thứ ba, rồi người thứ ba đi kể cho người thứ tư, thứ năm. Và có khi thêm mắm, thêm muối vô nữa. Không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm rùm beng lên, rồi đâm ra giận nhau. Thiền sư Nhất Hạnh cũng thường dạy phương pháp lắng nghe. Chỉ cần lắng nghe thôi, bà cũng làm vơi đi niềm đau nỗi khổ của kẻ khác. Nhưng ở đây xin nhắc bạn, biết lắng nghe người khác tâm sự nỗi khổ của họ là một điều tốt. Nhưng nhớ đừng đem đi kể lại, vì lần sau họ sẽ không còn tin tưởng bạn nữa. Có lẽ công bằng. Những lúc gặp nạn chán đời, bạn thường nghĩ, thật oan ức, tại sao lại xảy ra cho tôi? Thật không công bằng chút nào. Một tù nhân tuổi trung niên, sau lớp giảng hàng tháng trong tù, đã xin đến gặp tôi để thư chuyện. Ông đã tham dự lớp giảng từ nhiều tháng, nên tôi cũng quen mặt. Thưa thầy Brahm, ông nói, tôi muốn cho thầy biết là tôi không có phạm tội mà họ đã nhốt tôi vào tù. Tôi là kẻ vô tội. Tôi biết nhiều tù nhân cũng nói như vậy, mặc dù họ phạm tội. Nhưng tôi hoàn toàn nói thật. Tôi không bao giờ nói láo với thầy đâu. Tôi xin thề với thầy đó. Tôi tin lời ông ấy. Hoàn cảnh và điều bộ của ông đã linh tính cho tôi biết là ông nói sự thật. Tôi bắt đầu suy nghĩ, thật bất công cho ông ta quá, và đang tìm cách an ủi. Nhưng ông đã cắt đứt dòng tư tưởng của tôi. Với một nụ cười bí hiểm, ông nói, thưa thầy Brahm, tôi có phạm nhiều tội khác nhưng không bị bắt, cho nên nghĩ lại thì kể ra cũng công bằng thôi. Tôi phá lên cười. Thì ra tên tù nhân lưu manh này đã hiểu luật nhân quả và có thể hiểu rõ hơn vài tu sĩ mà tôi biết. Có khi nào bạn phạm tội ăn trộm, ăn cắp, phạm pháp mà không bị bắt không? Và khi đó bạn có than, trời ơi, không công bằng, tại sao tôi không bị bắt? Nhưng khi lâm vào cảnh khổ mà không biết lý do tại sao thì chúng ta liền than, trời ơi, bất công quá, tại sao lại tôi? Giống như tên tù nhân tôi vừa kể, có thể chúng ta đã làm nhiều tội phạm mà không bị bắt lúc đó. Bây giờ mới nhìn thấy vô cớ bị bắt, nhưng thật ra có lẽ cũng công bằng thôi. Tên tù nhân trên đã bị bắt quan vì một tội mà ông không phạm, nhưng trước đó ông đã phạm nhiều tội khác mà không bị bắt. Bây giờ mới nhìn thì thấy ông bị bắt quan, nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng chẳng quan chút nào. Có nhiều Phật tử ăn chay, niệm Phật, cúng dường, bố thí, làm phước mà vẫn gặp những chuyện không may, thường hay than thở, tôi tu hành ăn chay, làm phước mà sao cứ gặp nạn hoài. Đạo Phật dạy nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Có những người kiếp này làm ác mà vẫn sung sướng, đó chẳng qua cũng giống như người phạm tội mà chưa bị bắt, đến kiếp sau đang sống lương thiện thì lại bị bắt vào tù một cách oan uổng. Nhìn vào thế quan, nhưng xét kỹ thì cũng công bằng thôi. Vậy khi không làm điều gì xấu ác mà gặp nạn thì chúng ta nên nhớ là không có gì oan uổng hết. Có thể chúng ta đã tạo ác từ nhiều kiếp trước, đến kiếp này thì quả mới chín mùi trổ ra. Luật nhân quả. Nhiều người Tây Phương hiểu lầm luật nhân quả. Hễ thấy ai bị đau khổ thì họ liền cho là do tạo nghiệp ác đời trước nên bây giờ phải trả quả. Không có cách nào thoát khỏi. Sự thật không hẳn như vậy, giống như câu chuyện thí dụ sau đây. Có hai người đàn bà cùng làm bánh. Người thứ nhất có trong tay những nguyên liệu khá tồi tệ.
Bột mì thì cũ, với vài chỗ mốc phải khều vứt đi. Bơ thì sắp lên mùi, đường trắng thì loang lổ vài đốm nâu, vì ai đó đã dùng muỗng cà phê còn ướt múc vào. Trái cây mà bà có chỉ dọn dẹn một chùm nho cũ, và cái lò bếp của bà thuộc đời trước đệ nhất hay đệ nhị thế chiến. Người thứ gì có trong tay những nguyên liệu hảo hạng? Bột mì được bảo đảm xuất xứ từ các xưởng không xài chất hóa học. Bơ thuộc loại không gây béo phì và rất mềm, dễ nhồi nặng. Đường vàng nguyên chất chưa bị tẩy trắng. Trái cây thì chín mùi mới hái ngoài vườn. Cây lò bếp thì thuộc loại hiện đại nhất với đủ loại chương trình tự động. Thử hỏi người đàn bà nào sẽ làm ra một cái bánh ngon nhất? Chưa chắc người có nguyên liệu hảo hạng sẽ là người làm bánh ngon nhất. Đôi khi người có nguyên liệu tồi tệ nhưng yêu nghề và bỏ hết tâm sức vào sự làm bánh lại là làm cho ra cái bánh ngon nhất. Và người bạn tôi quen, họ có trong tay nhiều nguyên liệu khá tồi tệ trong đời, như sinh ra trong gia đình nghèo, thuở nhỏ bị đối xử tệ bạc, học hành dốt nát, có người bị tàn tật và không chơi thể thao được. Nhưng họ đã cố gắng vận dụng khả năng dư thừa của mình để cho ra một cái bánh xứng đáng, khiến tôi phải cúi đầu khâm phục. Bạn có bao giờ gặp những người như thế chưa? Vài người bạn khác, họ có trong tay những nguyên liệu hảo hạng của cuộc đời. Sinh ra trong gia đình giàu sang, được cha mẹ cưng chiều, học hành giỏi, đẹp trai, tài ba, nổi tiếng. Nhưng rồi họ đã phung phí tuổi trẻ trong rượu chè, cờ bạc, hút sách. Bạn có biết những người như vậy không? Phần nửa luật nhân quả là những nguyên liệu chúng ta có trong tay, và phần nửa kia là chúng ta làm gì với những nguyên liệu đó trong cuộc đời. Đó mới là phần quan trọng nhất. Trong Kinh Phật cũng có nói về bốn hạng người. Thứ nhất, từ bóng tối đi vào bóng tối, tức là sinh ra từ nơi nghèo khổ và tiếp tục tạo nghiệp xấu. Thứ hai, từ bóng tối đi vào ánh sáng, tức là sinh ra từ nơi nghèo khổ và phấn đấu làm lành thoát khổ. Thứ ba, từ ánh sáng đi vào bóng tối, tức sinh ra từ nơi giàu sang và ăn chơi trụy lạc xuống dốc. Thứ tư, từ ánh sáng đi vào ánh sáng, tức sinh ra từ nơi giàu sang và tiếp tục làm lành. Nói cách khác, luật nhân quả không có nghĩa là mọi sự đều là kết quả của đời trước, mà chỉ có 50% của đời trước và 50% của đời hiện tại. Chính nhờ 50% của đời hiện tại nên chúng ta có 50% cơ hội để chuyển nghiệp. Vì thế, luật nhân quả không phải là định mệnh an bài, ráng ngồi chịu trận trả nghiệp. 23. Vấn đề chỗ nào? Một nhà toán học và triết gia người Pháp, Blaise Pascal, có nói: tất cả vấn đề của con người xảy ra chỉ vì họ không biết ngồi yên một chỗ. Tôi xin mạn phép thêm vào: và không biết lúc nào cần phải ngồi yên. Vào năm 1967, nước Do Thái có chiến tranh với Ai Cập, Syria và Jordan. Ngay giữa lúc chiến sự dầu sôi lửa bỏng mà sau này người ta gọi là 6 ngày khói lửa, một ký giả đã phỏng vấn Thủ tướng Anh Hiro Macmillan nghĩ gì về vấn đề của Trung Đông. Không chút do dự, nhà chính trị gia kỳ cựu Anh Quốc trả lời: đâu có vấn đề gì ở Trung Đông. Nhà ký giả ngỡ ngàng, không hiểu gì cả. Ông nói không có vấn đề gì ở Trung Đông nghĩa là sao? Nhà ký giả hỏi cho ra lẽ. Bộ ông không biết ở đó đang có chiến tranh sao? Hay là ông không ý thức được những gì chúng ta đang bàn luận? Bom đang thi nhau rớt trên bầu trời, xe tăng pháo kích tứ tung, quân lính thì tắm trong tên đạn, vô số người chết và bị thương. Vậy mà ông nói không có vấn đề gì ở Trung Đông, thế nghĩa là sao? Thủ tướng Anh kiên nhẫn giải thích: này ông bạn,
vấn đề là một cái gì đó có sự giải đáp. Trong khi đó, sự việc xảy ra ở Trung Đông không có giải đáp, vì vậy mà nó không phải là một vấn đề. Đã bao nhiêu lần chúng ta mất thì giờ lo nghĩ về những việc mà không có giải đáp, và bởi vậy chúng không phải là vấn đề. Câu chuyện trên cũng tương tự như câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma: đừng bận tâm lo lắng về những vấn đề, vì vấn đề nào cũng có giải đáp, và nếu vấn đề không có giải đáp thì bận tâm làm chi cho uổng. 24. Đổ lỗi kẻ khác. Một cô sinh viên đại học đến gặp một vị sư trong chùa chúng tôi để xin thầy tụng một bài kinh chúc phúc cho cô, vì ngày hôm sau cô phải đi thi. Vị sư này vui lòng tụng và nghĩ rằng nó sẽ giúp cho cô tự tin hơn. Mọi việc tụng niệm đều miễn phí và cô ta không cúng đồng nào. Chúng tôi không bao giờ thấy cô trở lại chùa, và tôi nghe bạn bè cô nói là cô đi rao rằng các thầy ở chùa này tu không khá, tụng không linh, nên cô đã thi rớt. Nhưng họ cũng cho tôi hay là cô ta thi rớt vì không chịu học bài mà hay đi nhảy đầm. Cô ấy hy vọng là các thầy chùa sẽ tụng cho cô thi đậu. Ở đời, người ta thích đổ lỗi cho kẻ khác mỗi khi gặp chuyện không may. Nhưng đổ lỗi kẻ khác không bao giờ giải quyết được vấn đề. Một người ngứa ở dưới mông lại đưa tay gãi trên đầu, cái ngứa không bao giờ hết. Ajahn Chah thường ví người hay đổ lỗi cho kẻ khác giống như người ngứa ở mông mà gãi trên đầu. Ở chùa chúng ta thấy có rất nhiều người giống như cô sinh viên trên. Họ thường đến cầu nguyện, cúng vái, xin xăm để buôn may bán đắt, chồng con đỗ đạt, mọi sự may mắn. Đến khi không được toại ý thì họ nói chùa này không linh và đi tìm chùa khác. 25. Con bò khóc. Hôm đó, tôi tới nhà tù để hướng dẫn khóa thiền sớm hơn thường lệ, vì có một tù nhân muốn gặp tôi thưa chuyện. Anh ta là một người to lớn vạm vỡ, râu tóc bù xù, hai cánh tay xăm đầy, mặt thì nhiều vết thẹo, chứng tỏ thuộc loại anh chị đâm thuê chém mướn. Hình dáng của anh khá dễ sợ, khiến tôi thắc mắc, không hiểu tại sao anh lại muốn đến học thiền, vì nó không hợp với anh chút nào. Đương nhiên là tôi đã nghĩ sai. Anh nói trước đây vài ngày có một việc xảy ra làm anh hoảng sợ hết hồn. Anh kể sơ quá khứ hồi nhỏ lớn lên tại những khu phố du đảng vùng Belfast. Anh biết đâm nhát dao đầu tiên vào lúc 7 tuổi. Khi đó anh bị một đứa học trò lớn hơn ăn hiếp, bắt anh phải đưa cho nó số tiền trong túi để ăn trưa. Anh không chịu, tên kia bèn rút ra một con dao dài, hỏi lại anh lần nữa có chịu đưa tiền cho nó không. Anh nghĩ tên này chỉ hăm dọa nên nhất định không đưa. Không ngờ tên du côn này không thèm hỏi lần thứ ba, nó cắm ngay con dao vào tay anh rồi rút ra bỏ đi tỉnh bơ. Lúc đó anh quá hoảng sợ, chạy một mạch về nhà với cánh tay chảy máu tùm lum. Cha anh đang thất nghiệp ở nhà, bước ra ngắm nhìn vết thương rồi dắt anh vào nhà bếp. Nhưng không phải để băng bó cho anh, mà mở tủ bếp, lấy ra một con dao phai lớn đưa cho anh và ra lệnh cho anh trở lại trường đâm tên du côn kia. Cuộc đời đâm chém của anh bắt đầu từ đó. Và nếu anh không to lớn khỏe mạnh như hôm nay thì chắc chắn anh đã chết từ lâu rồi. Nhà tù này thuộc một loại nhà tù đông trại, những tù nhân ngắn hạn hoặc dài hạn mà sắp được thả được tới đây học nghề canh nông gia súc để sửa soạn họ nhập lại đời sống tự do bên ngoài. Ngoài ra, thực phẩm sản xuất từ nhà tù này được tiếp tế cho các nhà tù ở xung quanh vùng Perth với giá thật rẻ. Những nông trại ở Úc không phải chỉ có trồng lúa, bắp hay rau cải mà còn nuôi bò, cừu và heo. Trại tù này cũng vậy, nhưng đặc biệt có thêm lò sát sinh ngay trong trại.
mỗi tù nhân đều được phân công trong trại. Tôi nghe nói công việc mà nhiều người dòm ngó nhất là trong lò sát sinh, nổi tiếng dành cho những người hung bạo nhất. Trong đó có một việc mà nhiều người tranh nhau, chính là giết bò. Và anh Á Nhĩ Lan khổng lồ này đã giành được. Anh tả cảnh trong lò sát sinh cho tôi nghe. Có một lối đi được chấn bằng song sắt rất chắc. Khúc mới vào nới rộng, và đến cuối lối đi nhỏ dần, chỉ vừa đủ cho một con vật đi qua. Ngay sau đó là anh đứng chờ với một cây súng điện. Những con bò, heo, cừu đều bị lùa vào đây bằng gậy và chó. Anh nói những con thú này luôn gầm thét tìm cách tẩu thoát, mỗi con theo kiểu của nó. Có lẽ chúng đánh hơi được mùi chết chóc. Khi một con vật bị đẩy vào tới cuối đường là chỗ anh đứng, thì nó giãy giụa và rống lên thật thảm thiết. Mặc dù cây súng điện của anh như sức bắn chết ngay tại chỗ một con trâu rừng to lớn, nhưng mấy con vật này không bao giờ chịu đứng yên cho anh bắn đàng hoàng. Vì thế anh thường phải bắn hai phát, một phát cho nó gục xuống nằm yên, và phát sau mới thực sự kết liễu đời nó. Cứ thế một phát gục, một phát giết, ngày này qua ngày khác. Kể từ đây anh có vẻ xúc động vì sắp tới khúc ly kỳ. Anh bắt đầu toát mồ hôi và lẩm bẩm chữ thề, vì sợ nói ra tôi không tin. Mới trước đây vài hôm, các trại tù quanh vùng cần thêm thịt bò, và trại của anh phải giết thêm bò. Hôm đó anh cũng vào lò sát sinh làm việc như thường lệ, nhưng lần này anh gặp một con bò quá ư lạ lùng, chưa từng thấy bao giờ. Con bò này tiến vào chỗ anh một cách trầm lặng, không một chút rên rỉ, giãy giụa hay tìm cách tẩu thoát. Khi tới trước mặt anh, nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt người sắp giết nó và không nhúc nhích. Anh tù Á Di Lan này chưa bao giờ nhìn một con vật nào gần và rõ như vậy. Tâm anh khựng lại bối rối, và một mãnh lực vô hình khiến anh không giơ nổi cây súng điện lên hoặc quay mặt nhìn đi chỗ khác. Con bò đang nhìn thẳng vào lòng anh. Lúc đó thời gian như ngừng lại, anh không rõ bao lâu. Nhưng con bò càng nhìn anh thì trong lòng anh càng run rẩy. Anh thấy khóe mắt bên trái con bò, nước mắt tụ lại dần, tăng dần, tăng dần, và chảy dài xuống sườn má nó. Cánh cửa con tim bị đóng lâu ngày trong lòng anh bắt đầu mở ra từ từ. Trong lúc đang ngạc nhiên với sự chuyển động nội tâm, thì anh nhìn thấy mắt bên phải con bò cũng bắt đầu rơi lệ. Tới đây bất giác anh ngã quỵ xuống. Trời ơi, con bò đang khóc. Thế là anh quăng luôn cây súng điện, chạy ra gặp nhân viên cai tù và la lên rằng họ muốn làm gì anh cũng được, nhưng anh nhất quyết không để cho ai giết con bò này. Trước khi kết thúc, anh cho biết bây giờ anh ăn chay trường. Đây là một câu chuyện có thật, vì các bạn tù trong trại đều công nhận với tôi như vậy. Con bò khóc đã dạy cho một con người hung bạo nhất thế nào là lòng từ bi. Con người được lớn lên trong xã hội mà ai nấy đều ăn thịt, cho nên sự ăn thịt súc vật là điều bình thường, vì quan niệm trời sinh ra thú vật để cho người ăn. Những người ăn thịt có khác gì cọp beo sư tử trong rừng ăn nuốt những con thú bé nhỏ khác. Cọp beo chỉ săn mồi khi đói, còn có người ăn thịt vì muốn ngon miệng khoái khẩu, chỉ vì thỏa mãn cái lưỡi mà con người giết hại ăn nuốt không biết bao nhiêu loại vật khác. Khi ăn một tô phở bò, phở gà, cháo lòng, người ta chỉ thấy đó là những miếng thịt ngon lành, chứ đâu có thấy sự dã man trong lò sát sinh hay sự đau đớn gầm thét sợ hãi cùng cực của những con thú bị chọc tiết
anh tù nhân Ái Nhĩ Lan là một tên du đảng đâm thuê chém mướn, không phải Phật tử, nhưng chỉ vì nhìn thấy con bò khóc mà phát tâm từ bi, từ bỏ sát sinh ăn chay. Vậy trong khi chúng ta là Phật tử, biết luật nhân quả, biết chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi, và trong một kiếp nào đó đều đã là cha mẹ ta, thì nỡ lòng nào ăn nuốt thịt cha mẹ mình? Chẳng lẽ chúng ta còn tệ hơn anh tù nhân du đảng kia sao? Nếu bạn là Phật tử mà chưa phát tâm ăn chay, thì nên vào trang nhà www.beta.video xem trực tiếp phim tài liệu Meet Your Meat, hoặc vào YouTube tìm Lò Sát Sinh Thời Nay, và bạn sẽ hiểu được tâm trạng của anh tù nhân Ái Nhĩ Lan trong câu chuyện trên. Con rắn, ông thị trưởng và nhà sư. Khi mới xuất gia, tôi đã sống hơn 8 năm ở Thái Lan. Trong các tu viện trong rừng, xung quanh có rất nhiều rắn. Vào năm 1974, khi mới đến, tôi nghe nói có khoảng 100 loại rắn khác nhau, 99% là rắn độc. Nếu bị nó cắn là chết, số còn lại thì không cắn nhưng siết bạn tới chết. Trong thời gian ở đó, hầu như ngày nào tôi cũng thấy rắn. Một lần nọ, khi bước vào chòi, tôi vô tình đạp lên một con dài gần 2 thước. Cả hai cùng hốt hoảng bỏ chạy. May mà nó chạy hướng khác. Có một buổi sáng mới ngủ dậy, mắt chưa nhìn rõ, tôi đã tiểu lên một con rắn vì tưởng nó là khúc gỗ. Và tôi có xin lỗi nó, nhưng có lẽ nó nghĩ là tôi ban phép tưới nước thánh lên người nó. Lần khác, trong lúc chúng tôi đang tụng kinh, một con rắn đã bò lên lưng một vị sư ngồi trước mặt. Khi nó bò lên tới vai thì vị sư này mới quay lại nhìn, và con rắn cũng đứng lại nhìn sư. Tôi bèn ngưng tụng xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hai bên trố mắt nhìn nhau trong vài giây, rồi vị sư hất nhẹ cái y của mình, làm con rắn rơi xuống đất, bò đi chỗ khác, và chúng tôi lại tụng tiếp. Là những lâm tăng, tức sư ở rừng, chúng tôi được dạy phải rải tâm từ đến tất cả mọi loài, đặc biệt là rắn, và không bao giờ làm hại chúng. Có lẽ nhờ vậy mà đến nay chưa có nhà sư nào bị nó cắn. Tôi cũng được thấy 2 lần loại rắn khổng lồ. Lần thứ nhất là một con trăng dài trên 7 thước. Thân mình nó mập bằng bắp đùi của tôi. Khi nhìn thấy nó, tôi chớp mắt mấy lần, không tin ở mắt mình, và không thể tưởng tượng nổi có một con rắn bự như vậy. Tôi có thấy lại nó vài năm sau, và nhiều vị sư khác trong chùa cũng trông thấy nó. Nhưng tôi nghe nói bây giờ nó đã chết. Lần thứ nhì là con rắn chúa hổ mang. Đây là một trong những lần sống trong rừng nhiệt đới Thái Lan mà tôi cảm thấy như có điện trong không khí. Lông tóc tôi dựng đứng, các giác quan của tôi trở nên bén nhạy một cách kỳ lạ. Tôi đi tới một ngã rẽ trong rừng và thấy một con rắn đen khá mập đang nằm chắn ngang lối đi, chỉ rộng 1,5 thước. Tôi không nhìn thấy đầu và đuôi của nó, vì đầu và đuôi đều nằm trong bụi rậm. Nó không nằm yên mà đang trườn đi. Tôi lặng người đứng yên và nhắm đếm chiều dài của nó qua chiều rộng của lối đi. Tôi đếm được cỡ 7 lần lối đi thì mới thấy cái đuôi của nó hiện ra. Như vậy thì chiều dài của nó hơn 10 thước. Tôi đã thấy tận mắt chứ không mơ chút nào. Sau đó tôi kể lại cho dân làng nghe, và họ nói đó là rắn chúa hổ mang, một loại rắn độc khổng lồ. Có một vị sư Thái, đệ tử của Achancha, bây giờ là một sư trưởng nổi tiếng ở một chùa riêng,
đang ngồi thiền với một số các nhà sư khác. Bỗng có tiếng sột soạt phát ra khiến mọi người mở mắt ra nhìn. Đó là một con rắn chúa hổ mang đang bò tới phía họ. Ở Thái Lan, nhiều nơi còn gọi con rắn này là rắn một bước. Vì nếu bị nó cắn, bạn chỉ vừa đủ thì giờ bước một bước, chưa kịp bước thứ hai thì bạn đã chết rồi. Con rắn chúa hổ mang bò tới trước mặt vị sư trưởng, ngóc đầu lên ngang mặt sư, phùng mang thè lưỡi và kêu xì xì. Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì? Bỏ chạy ư? Đó là một điều vô ích, vì loại rắn khổng lồ này bò nhanh hơn bạn gấp mấy lần. Vị sư trưởng kia đã mỉm cười, từ tốn giơ tay lên vuốt nhẹ vào đầu con rắn và nói bằng tiếng Thái: "Cảm ơn bạn đã đến thăm tôi." Tất cả vị sư khác đều thấy rõ như vậy. Quả là một nhà sư đặc biệt với lòng từ bất khả tư nghị. Rắn chúa hổ mang ngừng kêu xì xì, xẹp mang cúi đầu và bò qua vị sư bên cạnh. Vị sư này kể lại là ông không thể nào dám bắt chước vị sư trưởng rờ đầu con rắn vì ông quá sợ. Vị khấn thầm trong đầu cho con rắn mau bò đi chỗ khác. Rắn chúa hổ mang bò một vòng chung quanh nhìn các nhà sư rồi bỏ đi biến dạng. Vị sư Thái vuốt đầu rắn kia có viếng thăm tu viện chúng tôi vài tháng ở Úc. Lúc đó chúng tôi đang xây chánh điện và chờ giấy phép xây cất các dãy nhà khác. Một hôm, ông thị trưởng khu phố ghé đến thăm xem công trình xây cất đi tới đâu. Dĩ nhiên, ông là một người có nhiều uy tín và ảnh hưởng trong vùng, vì ông sinh trưởng và lớn lên ở đây. Ông mặc một bộ đồ côm lê lịch sự, áo trên mở nút để lộ cái bụng phệ khá tròn trịa sau làn áo sơ mi. Vị sư Thái không biết nói tiếng Anh, trông thấy cái bụng phệ của ông thị trưởng liền tới gần và phổ nhẹ vào đó làm tôi chết điếng người. Tôi la thầm trong đầu: "Hỏng rồi, sao sư lại có thể vỗ vào bụng của ông thị trưởng như vậy?" Giấy phép xây cất chắc chắn sẽ không được cấp, chùa coi như tiêu rồi. Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, vị sư Thái càng xoa vuốt cái bụng phệ của ông thị trưởng thì ông ta lại càng khoái chí, cười khúc khích như một đứa con nít. Rõ ràng ông ta đang sung sướng thì cái bụng của mình được xoa vuốt bởi vị sư Thái đặc biệt này. Tất cả giấy phép xây cất của chúng tôi đều được chấp thuận, và ông thị trưởng đã trở thành một trong những người bạn tốt ủng hộ chùa. Lòng từ của vị sư Thái phát xuất từ một cái tâm trong sạch, ngây thơ đến nỗi ngài có thể vuốt đầu con rắn chúa hổ mang, xoa bụng ông thị trưởng, và cả hai đều có vẻ ưng chịu, thích thú. Nói vậy, chứ tôi không khuyên bạn thử làm như vậy đâu, trừ khi lòng từ của bạn lai láng, ít nhất như vị sư Thái trên. 27. Con rắn ác. Có một con rắn ác sống ở ngoài bìa rừng. Tánh nó nham hiểm, lưu manh và ác độc. Nó hay rình cắn người ta và lấy đó làm thú vui. Thời gian trôi qua, nó cũng lớn tuổi và bắt đầu tự hỏi không biết cái gì sẽ xảy ra khi nó chết. Trước kia nó từng chê bai, chỉ trích những con rắn đi theo đạo này, đạo kia là ngu si, nhẹ dạ, tin những điều tầm bậy vô lý. Nhưng bây giờ nó lại thắc mắc muốn tìm hiểu. Cách chỗ nó ở không xa, có một con rắn đạo đức sống trên đỉnh đồi. Đa số những người lương thiện đạo đức thường sống trên đồi hay trên núi, ngay cả loài rắn cũng vậy. Hình như đó là một truyền thống tự nhiên. Người ta ít khi nào nghe nói một người đạo đức sống trong đầm lầy. Một bữa nọ, con rắn ác quyết định đi viếng thăm con rắn đạo đức. Nó khoác áo mưa, đội mũ, đeo kính đen để mọi người đừng nhận ra nó, và đó bò lên đỉnh đồi tới chùa của con rắn đạo đức. Khi đến nơi thì đúng vào giữa buổi thuyết pháp, con rắn đạo đức đang ngồi giảng trên một tảng đá. Xung quanh
khoảng 100 con rắn khác đang yên lặng nghe say sưa. Rắn ác bèn lặng lẽ ngồi phía sau đám đông để nghe giảng. Càng nghe, nó càng thấy có lý và niềm tin phát khởi, nhất quyết theo đạo. Sau thời giảng, nó đến gặp con rắn đạo đức, vừa khóc vừa kể những tội ác mà nó đã làm, và xin hứa từ nay về sau, nó sẽ trở thành một con rắn hoàn toàn khác. Nó hứa trước mặt con rắn đạo đức là nó sẽ không bao giờ cắn ai nữa. Nó nguyện tu tập hành dễ thương, từ bi, lo lắng cho kẻ khác, và sẽ truyền dạy cho những con rắn khác trở nên tốt lành. Sau cùng, nó đảnh lễ và không quên bỏ vài đồng cúng dường vào thùng phước sương trước khi ra về. Mặc dù loài rắn biết nói chuyện với nhau, nhưng loài người nhìn vào chỉ thấy chúng phát ra những tiếng kêu xì xì, tiếng nào cũng như tiếng nấy. Con rắn ác, hay đúng hơn là cựu rắn ác, không biết làm sao nói cho loài người hiểu được bây giờ nó là một con rắn hòa bình. Vì thế dân làng vẫn tiếp tục tránh né nó, mặc dù nó đã đeo trên người một huy hiệu thật to của Hội Ân Xá Quốc Tế. Rồi một hôm, có một anh chàng đang say sưa nhún nhảy theo tiếng nhạc của iPod, vô tình đụng vào rắn ác. Nhưng nó không cắn mà còn mỉm cười xã giao. Từ đó trở đi, dân làng bắt đầu đồn nhau là rắn ác không còn nguy hiểm nữa, và họ dám cả gan đi ngang qua ổ của nó, ngay cả khi nó đang cuộn tròn nằm thiền bên ngoài. Nhiều đứa nhỏ tinh nghịch trong làng đã rủ nhau tới chọc ghẹo nó. Ban đầu tụi nó đứng xa nói vọng tới: "Ê, đồ rắn nhơ nhớp, nhe nanh cho tụi tao xem, nếu mày giỏi, đồ con trùng khổng lồ gớm ghiếc." Rắn ác không thích nghe ai chửi nó là đồ nhơ nhớp hoặc con trùng khổng lồ, mặc dù có phần nào đúng trong đó. Nhưng làm sao cãi lại đây? Nó đã hứa không cắn ai rồi mà. Thấy con rắn vẫn nằm yên không nhúc nhích, bọn trẻ bạo dạn hơn, lấy đếp đá liền vào nó. Chúng treo hò mỗi khi có đứa liền trúng. Rắn ác biết mình dư sức phóng tới cắn vài đứa cho bỏ ghét, nhưng lời hứa đã kềm nó lại. Thế vậy bọn trẻ làm tới, chúng lại gần lấy gậy đập vào mình con rắn túi bụi. Bị đập đau quá, rắn ác bỏ chạy và suy nghĩ: sống ở đời có lúc cần phải hung dữ ác độc mới không bị ăn hiếp. Đạo giáo dạy phải từ bi là điều vô lý. Nghĩ thế, rắn ác trên người đầy thương tích ráng lết lên đồi để gặp rắn đạo đức xin xả giới và xả bỏ lời hứa. Rắn đạo đức thấy rắn ác bò tới, trên thân bị máu me bầm dập, liền hỏi: "Nhà ngươi bị cái gì thế?" "Tất cả đều là lỗi tại thầy đó." Rắn ác đáp một cách chua chát: "Lỗi tại ta là nghĩa làm sao?" Rắn đạo đức ngạc nhiên hỏi lại: "Thầy dạy tôi không được cắn ai nữa hết. Đó, thầy nhìn đi, thân thể tôi mới ra nông nổi như vậy. Đạo giáo dạy hay lắm, có thể áp dụng trong chùa, chứ ở ngoài đời thì..." "Đồ ngu!" Rắn đạo đức ngắt lời: "Ngươi đúng là con rắn ngu. Đúng là ta có dạy ngươi không được cắn ai nữa, nhưng ta có cấm ngươi hùng mang thè lưỡi kêu xì xì đâu, có đúng vậy không?" Trong cuộc đời, nhiều khi từ bi cũng cần phải phục mang, trợn mắt, la hét, nhưng tuyệt đối không cần phải cắn ai hết. Từ bi không có nghĩa là nhu nhược, yên lặng, thụ động, dễ bảo, mặc ai muốn làm gì mình cũng được. Đạo Phật dạy bi, trí, dũng. Con rắn trên áp dụng từ bi một cách ngu si nên mới bị đập. Nó chỉ cần thể hiện hùng mang, nhe nanh, rít lên vài tiếng là bọn con nít sẽ chạy mất và không cần phải cắn đứa nào. Đó cũng là từ bi một cách có trí tuệ. 28. Đôi cánh từ bi.
Nếu từ bi được biểu hiện bằng con chim bồ câu, thì trí tuệ sẽ là đôi cánh của nó. Từ bi mà thiếu trí tuệ thì không thể bay được. Một trẻ hướng đạo muốn thi hành một việc thiện trong ngày nên tìm cách giúp một bà cụ bằng qua đường đầy xe cộ. Nhưng kẹt một điều là bà cụ này đâu có muốn băng qua đường. Bà chưa kịp nói gì thì nó đã nắm tay kéo bà đi rồi. Cũng thế, nhân danh từ bi, chúng ta cứ tưởng là mình biết những gì người khác cần và tự ý làm không cần hỏi ý kiến của họ. Một thanh niên nọ bị điếc từ lúc sơ sinh, được cha mẹ dẫn đến bác sĩ khám nghiệm hàng năm. Bác sĩ vui mừng cho biết là ông đọc trong báo y khoa thấy một phương pháp giải phẫu mới có thể phục hồi toàn bộ thính giác cho 10% những người bị điếc sơ sinh. Ông hỏi cha mẹ anh có muốn thử không? Cả hai ông bà đều đồng ý ngay lập tức. Chàng thanh niên nọ may mắn nằm trong số 10% những người được phục hồi toàn bộ thính giác. Nhưng anh rất tức giận và bực mình với cha mẹ và bác sĩ, bởi vì anh đâu có nghe thấy gì khi họ bàn luận với nhau trong phòng mạch. Chẳng ai hỏi anh có đồng ý giải phẫu không. Bây giờ anh than trách là anh phải chịu đựng suốt ngày sự hành hạ của tiếng động. Chưa bao giờ anh nói là anh muốn nghe cả. Cha mẹ anh, vị bác sĩ và ngay cả chính tôi trước khi biết chuyện cứ tưởng rằng ai cũng muốn nghe được. Mọi người đều nghĩ là mình làm tốt cho anh, ai dè làm hại anh. Từ bi mà đi cùng với ý tưởng chủ quan nhiều khi trở thành dại dột và nguy hiểm, có thể gây ra đau khổ cho kẻ khác. Có nhiều bậc cha mẹ muốn hoặc ép con mình phải học bác sĩ, kỹ sư và nghĩ sau này nó sẽ sướng, hoặc phải lấy người này người kia vì muốn sau này nó được hạnh phúc. Những bậc cha mẹ này đều thương con đó chứ, nhưng họ thiếu trí tuệ, cứ tưởng là mình biết những gì tốt cho con mà không ngờ vô tình làm nó đau khổ. Mình có lòng tốt muốn giúp người khác, nhưng phải tôn trọng và hỏi ý kiến của họ, xem họ có muốn được giúp như vậy hay không. 29. Cách ăn đúng đắn. Có nhiều người rất thích đi ăn tiệm. Họ thường hẹn nhau ở những nhà hàng sang trọng với nhiều món ngon vật lạ. Nhưng rồi họ đánh mất cơ hội thưởng thức hương vị của món ăn vì mải mê nói chuyện với nhau. Có ai lại đi nói chuyện trong khi nghe hòa tấu của một ban nhạc nổi tiếng? Nói chuyện sầm sì sẽ làm bạn không nghe được tiếng nhạc hay mà còn có thể bị đuổi ra ngoài, ngay cả trong rạp cine. Đang lúc phim hay, có ai thích nghe người khác nói chuyện đâu. Vậy sao trong bữa ăn người ta lại thích nói chuyện ồn ào? Nếu lỡ vào một quán ăn bình dân lụp xụp thì bạn có thể nói chuyện qua loa để quên đi mùi vị không mấy hấp dẫn của món ăn. Nhưng khi vào một tiệm ăn lịch sự trang nhã với món ăn đắt tiền hảo hạng thì bạn nên yên lặng thưởng thức món ăn cho đáng giá đồng tiền. Đó chính là biết ăn một cách đúng đắn. Ngay cả lúc ăn trong yên lặng, nhiều khi chúng ta cũng không thưởng thức được mùi vị món ăn, bởi vì đang nhai miếng này chưa xong, mắt đã để ý miếng khác trên bàn. Có người còn đi trước tới 2-3 miếng, một miếng trong miệng, một miếng trong bát, một miếng đang gấp trên đũa, và tâm đã chú ý tới miếng khác. Để thưởng thức mùi vị của món ăn một cách trọn vẹn, chúng ta hãy nên nhai từng miếng trong sự yên lặng. Có vậy mới xứng đáng với đồng tiền khi vào một nhà hàng năm sao có tên là cuộc đời. Ở đây cần phải nhắc đến thiền sư Nhất Hạnh, người thường cổ suý việc ăn trong chánh niệm, tức là ăn trong yên lặng để nếm được mùi vị cũng như nguồn gốc của thức ăn. Ăn trong yên lặng cũng là một hình thức tu tập, nó sửa lại tập khí nói nhiều, nói chuyện vô ích. 30. Nguy hiểm của sự mở miệng. Các nhà chính trị thường nổi tiếng là những người to miệng, tức nói nhiều. Đây có lẽ là truyền thống từ nhiều thế kỷ.
Ngay cả từ thời Đức Phật cũng đã nói trong chuyện Jataka. Jataka là kinh bổn sanh, trong đó Đức Phật kể nhiều chuyện tiền thân của Ngài. Thuở xa xưa, có một nhà vua rất bực mình với một vị quan trong triều. Mỗi khi có buổi họp là vị quan này bắt đầu giành nói, và nói nhiều, nói dài dài không dứt. Ông không để cho người khác có cơ hội nói, ngay cả nhà vua. Tệ hơn nữa, những gì ông nói hoàn toàn vô duyên, lãng nhách, ai nghe cũng chán ngấy. Sau mỗi buổi họp vô ích chẳng giải quyết được gì, nhà vua thường đi ra vườn ngự uyển để giải khuây. Đứng từ trong nhìn ra ngoài, phía vườn hoa công cộng dành cho dân chúng, vua thấy có một lũ con nít reo hò thích thú chung quanh một gã đàn ông trung niên đang ngồi bệt dưới đất vì liệt hai chân. Mấy đứa nhỏ đưa cho gã vài đồng, rồi chỉ vào một bụi cây rậm lá và đòi hắn làm cho một con gà. Gã đàn ông lấy ra một bao chứa đầy sỏi và một cái ống thổi. Gã để từng viên sỏi vào ống, rồi thổi bắn vào lùm cây. Gã bắn rụng hết lá này đến lá khác với một tốc độ nhanh không thể tưởng. Chỉ trong chốc lát, gã đã biến chùm cây thành hình một con gà trống. Lũ nhỏ lại đưa cho gã thêm tiền, rồi chỉ vào một bụi cây lớn hơn và đòi hắn làm cho một con voi. Gã đàn ông tàn tật với tài thổi chính xác, chẳng mấy chốc là biến bụi cây kia thành hình một con voi. Trong lúc bọn trẻ khứng chí reo hò thì vua nảy ra một sáng kiến. Vua bước đến gần người đàn ông tàn tật và đề nghị giúp hắn trở thành giàu có nếu hắn chịu giúp vua giải quyết một vấn đề nhỏ. Vua cúi đầu thì thầm vào tai hắn vài câu và hắn gật đầu đồng ý. Đây là lần đầu tiên nhà vua biết mỉm cười sau nhiều tháng buồn bực. Sáng hôm sau, vua triệu tập buổi họp như thường lệ, nhưng lần này đặc biệt có một bức rèm mới gắn dọc theo một bên tường mà chẳng ai để ý. Vua triệu tập các quan để bàn việc tăng thuế. Cũng như bao lần trước, vua chưa kịp nói xong thì ông quan lắm mồm đã mở miệng lên tiếng. Nhưng lần này vừa mở miệng thì ông ta cảm thấy có một vật gì mềm mềm, nhỏ nhỏ đụng vào cuống họng và rơi xuống bụng. Ông không để ý và tiếp tục nói. Và giây sau lại một vật gì nho nhỏ, mềm mềm rơi xuống họng ông một lần nữa. Đang nói nửa chừng, ông phải ngưng lại nuốt chửng rồi nói tiếp. Và rồi lần nữa, ông lại phải ngưng nói để nuốt. Và cứ thế ngưng tới ngưng lui, nuốt tới nuốt lui, nhưng ông vẫn cố nói không ngừng. Trong vòng nửa tiếng, vừa nói vừa nuốt, cứ sau vài giây như thế, ông bắt đầu cảm thấy đau bụng. Nhưng với tánh ngoan cố, ông vẫn chưa chịu ngừng nói. Chỉ vài phút sau, mặt ông tái mét, bụng ông đau quặn và buồn nôn. Cuối cùng ông phải ngừng nói, một tay ôm bụng, một tay bụng miệng như cản cơn ói sắp ọc ra, và chạy nhanh ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Hài lòng, nhà vua bước tới vén bức rèm che. Mọi người thấy phía sau là người đàn ông tàn tật đang ngồi với ống thổi và một bao đạn. Vua khoái chí vỗ tay cười ha hả khi thấy bao đạn to tướng làm bằng cứt gà gần cạn. Tất cả những viên cứt gà đó đã bay hết vào bụng ông quan kia, không thiếu viên nào. Tội nghiệp ông quan này phải đi rửa ruột và ở nhà dưỡng bệnh vài tuần. Trong lúc ông vắng mặt thì mọi việc đều được giải quyết êm đẹp trong các buổi họp và ai nấy đều hoan hỷ. Sau này khi trở lại, ông không dám hé miệng nói nửa câu. Và khi bắt buộc phải nói thì ông luôn cẩn thận giơ một tay lên che miệng. Ở đời, đa số chúng ta thường có bệnh nói nhiều giống như ông quan lắm mồm. Mỗi khi có hai ba người trở lên gặp nhau thì ai cũng thích nói, giành nói và ít khi chịu lắng nghe người khác. Cổ nhân có dạy, trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần. Đó có nghĩa là
phải suy nghĩ chín chắn trước khi mở miệng, vì cái búa nằm trong miệng, nếu nói bậy thì nó sẽ đập bể miệng mình. Chư tổ cũng vậy, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Mọi bệnh tật đều từ cái miệng mà vào, do tham ăn, tham uống, nhậu nhẹt khoái khẩu, và mọi tai họa cũng từ cái miệng mà ra. Nói năng xả láng, không chịu suy nghĩ, chỉ thích nói cho đã, chê người này, khen người kia, và từ đó sinh ra thù ghét nhau. 31. Con rùa nói nhiều. Trong cuộc đời, có lúc chúng ta cần phải biết giữ im lặng để tránh gặp nhiều phiền toái. Tôi thường kể câu chuyện sau đây cho tụi con nít khi chúng đến chùa để dạy chúng biết giữ im lặng. Thuở xưa có một con rùa hay nói nhiều, sống trong một hồ nước trên núi. Mỗi khi gặp một con thú nào lãng vãng đến gần là nó bắt chuyện và nói quyên thuyên không ngừng. Nó nói nhiều, nói lâu, nói dài, đến nỗi những con thú khác đều phát chán, khó chịu và bưng mình. Chúng tự hỏi, làm sao con rùa này có thể nói lâu như vậy mà không cần ngưng vài giây để lấy hơi? Chúng nghĩ có lẽ con rùa này thở bằng tai chăng? Thay vì dùng tai để nghe, con rùa nói nhiều đến nỗi khi thấy bóng dáng nó từ xa, khi thỏ co chân chạy trốn, chim bay lên cây và cá lặn xuống nước. Vì thế mà con rùa nói nhiều này rất cô quạnh, không có bạc. Hằng năm vào mùa hè, có một cặp ngỗng trắng thường bay tới nghỉ hè tại hồ nước trên núi. Chúng rất dễ thương, vì chúng để cho rùa tha hồ nói bao lâu cũng được. Hay là có thể chúng chỉ ở tạm vài tháng nên ráng nghe cho qua tang lễ chăng? Nhưng dù thế nào đi nữa, con rùa cũng rất mến hai con ngỗng này, vì nó có thể nói suốt đêm không ngừng, và cặp ngỗng cũng kiên nhẫn ngồi nghe. Hè qua thu đến, khí trời bắt đầu trở lạnh trên vùng núi. Cặp ngỗng sửa soạn ra đi, làm rùa bật khóc vì nó sợ lạnh, và nhất là sợ mất một cặp bạn lý tưởng. Ước gì tôi có thể đi cùng với các bạn, rùa thở dài nói. Mùa đông tới, khi tuyết phủ khắp nơi và mặt hồ đóng băng, tôi cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn kinh khủng. Nhưng rùa đâu thể bay được. Và nếu tôi muốn bò đi nơi khác để tránh lạnh, thì chưa xuống tới chân núi đã phải bò trở lại vì mùa đông đã hết. Loài rùa bò chậm lắm. Cặp ngỗng nghe nói, đồng lòng từ bi, thương cảm cho rùa, nên chúng đề nghị tìm cách giúp rùa. Này bạn rùa, đừng khóc nữa, chúng tôi có thể đem bạn đi theo nếu bạn hứa với chúng tôi một điều. Hứa, hứa, tôi xin hứa. Con rùa mừng rỡ nói ngay, mặc dù chưa biết phải hứa cái gì. Loài rùa chúng tôi luôn luôn giữ lời hứa. Tôi nhớ có hứa với một con thỏ là sẽ cố gắng không nói vài ngày sau khi kể cho nó nghe nhiều loại mây rùa khác nhau. Và một tiếng sau, con rùa mới kể xong câu chuyện, và cặp ngỗng nói tiếp. Bạn rùa, bạn phải hứa là không được mở miệng cho tới khi đến nơi. Tưởng cái gì chứ, cái đó dễ ợt, rùa nói. Ai cũng biết loài rùa rất kín miệng, chúng tôi rất ít khi nào mở miệng. Tôi có giảng cho một con cá nghe về điều này cách đây vài ngày. Lại một tiếng nữa trôi qua. Khi con rùa kể xong câu chuyện, cặp ngỗng mới bảo rùa ngậm chặt vào giữa một khúc cây dài. Và mỗi con ngỗng ngậm một đầu cây, vỗ cánh bay thử, nhưng không tài nào cất cánh được. Lý do là rùa quá nặng. Người nói nhiều thường ăn nhiều, nên con rùa nói nhiều này rất mập và nặng ký đến nỗi không thể rút bốn chân vào trong mâm. Cặp ngỗng phải đi tìm một khúc cây khác ngắn và nhẹ hơn. Rùa lại ngậm vào giữa khúc cây, và ngỗng thì ngậm vào hai đầu, rồi hết sức dãy cánh mới bay lên được.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có một con rùa bay trên không. Sau khi nhấc bổng được rùa lên khỏi mặt đất, cặp ngỗng nương theo gió bay cao lên hư không và xa dần ngọn núi. Rùa thích thú nhìn những cảnh vật kỳ lạ mà nó chưa bao giờ thấy và đáng ghi nhớ trong đầu để có thể kể lại cho bạn bè sau này. Sau khi rời khỏi ngọn núi, cả ba bay dần xuống đồng bằng. Mọi việc diễn tiến suôn sẻ cho tới khi chúng bay ngang qua một trường học. Bên ngoài, một đám con nít vừa tan học đi ra. Bất ngờ có một đứa ngẩng mặt lên trời, nhìn thấy cặp ba. Nó liền la to lên, kêu bạn bè: "Ê tụi bay ơi, ra đây coi nè, có một con rùa ngu bị hai con ngỗng bắt đi nè." Rùa nghe nó gọi mình là con rùa ngu bị ngỗng bắt, nổi giận xung thiên: "Mày nói ai là rùa ngu? Hả hả hả, ai?" Chưa kịp nói hết câu, toàn thân con rùa đã rơi từ trên trời xuống, tàn mai nát thịt. Con rùa bị chết tan xác chỉ vì không biết im cái miệng khi cần thiết. Bởi vậy, chúng ta phải tập giữ im lặng khi cần thiết. Đừng mở miệng nói lung tung, tào lao chi địa. Nếu không, chúng ta có thể nát thân giống như con rùa kia. Achan Pram kể câu chuyện này cho con nít, nhưng thật ra là cho người lớn. Bởi vì đa số người lớn thường tới chùa nhiều hơn là con nít. Và mỗi khi tới chùa thì họ tụm năm tụm ba kể chuyện thị phi, khen người này chê người kia, hoặc đủ thứ chuyện gia đình, vợ chồng, buôn bán, hội họp vân vân, thay vì giữ im lặng hoặc niệm Phật ngồi thiền. Cái gì to nhất trên đời? Con gái của một người bạn tôi lần đầu đến trường mẫu giáo. Cô giáo hỏi một đám con nít cỡ 5 tuổi: "Cái gì to nhất trên đời?" "Ba của em," một bé gái nói. "Con voi," một bé trai mới đi chơi sở thú về đáp. "Quả núi," một đứa khác trả lời. Con gái của bạn tôi nói: "Mắt của em là cái to nhất trên đời." Cả lớp đều im lặng vì cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của câu nói. "Em nói vậy nghĩa là sao?" cô giáo ngạc nhiên hỏi. Nhà nữ triết gia Tỷ Hòn đáp: "Mắt của em có thể nhìn thấy ba và con voi, có thể nhìn thấy quả núi và nhiều thứ khác nữa. Và bởi tất cả những thứ đó đều có thể chứa trong mắt em, nên mắt em là cái to nhất thế giới." Trí tuệ không phải do học hỏi, mà cho nhìn thấy được những gì không thể dạy. Tôi rất thán phục và kính nể cái thấy sâu sắc của cô bé con người bạn. Và tôi muốn nói thêm rằng, không phải mắt em mà tâm của em mới là cái to nhất trên đời. Tâm của bạn có thể nhìn thấy những gì mắt thấy, và nhìn thấy luôn cả những sự tưởng tượng mà mắt bạn không thấy. Tâm cũng biết được âm thanh mà mắt không thấy, biết được sự xúc chạm thật cũng như hư của sự mộng mơ. Tâm cũng biết được những gì vượt ngoài năm giác quan. Tất cả mọi sự, mọi vật mà con người có thể biết được đều không nằm ngoài tâm. Vì vậy, tâm của bạn chính là cái to lớn nhất trên đời. Tâm chứa tất cả. Câu chuyện trên cũng là cách giải nghĩa câu "Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức", nghĩa là ba cõi thế giới đều do tâm biến hiện, vạn sự đều do tâm nhận thức, nghèo đói hay sung sướng đều do tâm tạo, chiến tranh hay hòa bình cũng bắt nguồn từ tâm con người. 33. Tìm tâm.
nhiều nhà khoa học trí thức tuyên bố tâm chỉ là một sản phẩm của khối óc. Và trong những buổi giảng, họ thường hỏi tôi: tâm có thật không? Nếu có thì nó nằm ở đâu? Nằm ở trong thân hay ngoài thân? Nằm ở một nơi hay khắp nơi? Tâm nằm chỗ nào? Để trả lời câu hỏi, tôi hướng dẫn một ví dụ đơn giản. Tôi hỏi thính chúng: nếu ai cảm thấy mình hạnh phúc ngay trong hiện tại thì vui lòng giơ tay phải lên, còn ai cảm thấy không có hạnh phúc thì giơ tay trái lên. Đa số mọi người giơ tay phải, và một số ít, không ngại sự thật, giơ tay trái lên. Rồi, tốt lắm. Tôi tiếp tục: những ai cảm thấy hạnh phúc thì hãy chỉ cho tôi thấy cái hạnh phúc đó với ngón tay phải của quý vị. Còn ai không có hạnh phúc thì cũng chỉ cho tôi thấy cái không hạnh phúc đó với ngón tay trái của quý vị. Mọi người trong thính chúng bắt đầu lấy tay chỉ lên chỉ xuống, chỉ qua chỉ lại, và liếc nhìn người bên cạnh dò hỏi. Sau vài giây lúng túng, mọi người cười ồ lên vì họ đã hiểu ý của tôi. Hạnh phúc có thật và không hạnh phúc cũng có thật. Ai nấy đều công nhận là chúng có thật, không một chút nghi ngờ. Nhưng không ai có thể chỉ rõ chúng nằm ở đâu, trong thân, ngoài thân hay bất cứ chỗ nào khác. Bởi vì hạnh phúc và không hạnh phúc là những trạng thái hay thành phần của tâm, giống như cỏ cây, hoa lá là những thành phần của vườn hoa. Nếu cỏ cây, hoa lá có thật thì vườn hoa cũng có thật. Cũng thế, nếu hạnh phúc và không hạnh phúc có thật thì tâm cũng có thật. Nếu quý vị khám phá ra mình không thể chỉ hạnh phúc hay không hạnh phúc nằm chỗ nào, thì quý vị cũng có thể chỉ tâm nằm chỗ nào trong không gian ba chiều. Bởi vậy, hãy nhớ lại, tâm là cái to lớn nhất trên đời. Nó không nằm trong không gian ba chiều, nhưng không gian ba chiều nằm trong nó. Tâm chứa cả vũ trụ. Những người chủ trương duy vật cho rằng chỉ có vật chất, thể xác là có thật, còn những thứ vô hình mà họ không thấy như tinh thần hay tâm hồn là không có thật. Từ đó, họ chỉ biết tìm cách hưởng thụ vật chất, thỏa mãn dục lạc, tạo nghiệp ác và không sợ tội lỗi vì không tin luật nhân quả báo ứng. 314. Âm thanh tuyệt diệu. Một ông cụ lớn tuổi khi đến thành phố lần đầu tiên trong đời. Cụ được sinh ra ở một làng quê xa lắc xa lơ trên miền núi. Lớn lên và làm việc cực nhọc nuôi con cái ăn học thành tài. Giờ đây chúng có nhà cửa sang trọng ở thành phố nên mời cụ đến thăm. Một hôm đang đi dạo trong tỉnh, cụ nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên từng chập. Vì quen sống trên miền núi yên lặng, chưa bao giờ nghe một âm thanh lạ lùng như vậy, nên cụ muốn tìm xem nó là cái gì. Lần mò theo hướng âm thanh, cụ tìm thấy nó phát ra từ một căn nhà. Ngó vào thì đó là một thằng bé đang tập chơi đàn kéo dây. Kẹt, 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 kẹt. Đó là những âm thanh phát ra từ dây đàn. Về đến nhà, cụ kể lại thì đứa con trai cụ cho biết đó là đàn vĩ cầm. Nghe vậy, cụ tự nhủ không bao giờ muốn nghe cái thứ đàn ghê rợn đó nữa. Ngày hôm sau, cụ đi dạo phố khác và nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng như mơn trớn vuốt ve cái lỗ tai già của cụ. Chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh hay như vậy trên miền núi, nên cụ lại lần mò tìm nơi xuất phát. Nương theo âm thanh trầm bổng du dương, cụ tìm tới một căn phòng khách khá lớn của một nhà nọ. Trong đó, một phụ nữ lớn tuổi, giáo sư âm nhạc, đang dạo một bản nhạc với cây đàn vĩ cầm. Ngay lúc đó, ông cụ nhận ra sự sai lầm của mình.
Cái âm thanh chói tai ghê rợn mà hôm qua cụ nghe thấy không phải là lỗi nơi cây đàn, mà cũng không phải của thằng bé. Nó chỉ đơn giản phát ra vì thằng bé mới tập chơi đàn, chưa biết sử dụng đúng mức. Từ đó cụ nghĩ, có lẽ tôn giáo hay đạo giáo cũng như thế. Nếu gặp một tu sĩ hay giáo sĩ cuồng tín gây ra nhiều phiền não, chúng ta không nên vội trách tôn giáo đó. Có thể vị tu sĩ, giáo sĩ này chưa học kỹ hay nắm vững giáo lý của họ. Nếu có duyên may gặp được một thánh nhân hay một chân sư, thì sự gặp gỡ này sẽ để lại cho ta nhiều cảm hứng sâu xa, bất kể đó là đạo nào. Nhưng câu chuyện của ông cụ chưa chấm dứt nơi đây. Ngày kế tiếp, cụ tiếp tục thả bộ qua khu phố khác và nghe được một âm thanh tuyệt vời, hay hơn âm thanh của bà giáo sư âm nhạc hôm qua gấp chục lần. Bạn thử nghĩ đó là âm thanh gì? Âm thanh này hay hơn tiếng suối reo trên núi, tiếng gió thù thổi qua các lùm cây, hoặc tiếng chim hót trong rừng sau cơn mưa. Nó cũng hay hơn cả sự yên lặng bát ngát của đêm đông trên núi tuyết. Từ trước tới nay, chưa có một âm thanh nào rung cảm được trái tim của cụ như vậy. Đó là một ban nhạc lớn đang chơi một bản hòa tấu. Ông cụ nghĩ, lý do đây là một âm thanh tuyệt vời, vì trước hết, tất cả nhạc công trong ban nhạc đều là nhạc sư biết sử dụng tuyệt hảo nhạc khí của mình. Và sau nữa, họ đã tập dượt để hòa tấu chung với nhau một cách nhịp nhàng. Có lẽ tôn giáo cũng như vậy. Ông cụ lại nghĩ tiếp, hãy để mọi người trong chúng ta tùy ý học những gì mình tin tưởng xuyên qua trường đời, và khuyến khích mọi người trở thành những bậc thầy về tình thương trong đạo của mình. Sau khi học rõ về đạo của mình, thì mỗi người đi xa hơn là học chơi chung với các đạo khác một cách hòa hợp, giống như ban nhạc hòa tấu. Và đó sẽ là âm thanh tuyệt diệu nhất. Đạo nào cũng có cái hay của nó, vì nếu không hay thì ai mà theo. Nhưng kẹt một điều là ai cũng nghĩ đạo của mình hay nhất, còn đạo của người khác là dở. Chính vì thế mà có những chiến tranh tàn sát tiêu diệt đạo khác. Đạo nào cũng dạy làm lành, lánh ác, và tinh ba của các tôn giáo đều là tình thương và đạo đức. Vậy tại sao chúng ta không thể ngồi chung với nhau, đóng góp cho nhau, mà cứ tranh chấp hơn thua? Phải chăng những kẻ theo đạo, bất cứ đạo nào, vẫn chỉ muốn mượn đạo để thỏa mãn tham vọng, ích kỷ, chấp ngã? Ba mươi lăm, đá quý. Cách đây vài năm, tại một trường thương mại nổi tiếng ở Hoa Kỳ, một giáo sư đã thuyết trình cho sinh viên một bài khá đặc biệt về kinh tế và xã hội học. Thay vì giảng nói như thường lệ, ông giáo sư này chẳng nói chẳng rằng, ôm ra một cái hũ bằng thủy tinh khá lớn, khoảng 4 lít để trên bàn. Trước sự ngạc nhiên của sinh viên, ông lôi ra một bao đựng những cục đá bự bằng trái chanh và nhặt từng cục bỏ vào cái hũ cho tới khi không thể bỏ thêm vào được nữa. Khi đó, ông ngẩng mặt lên hỏi sinh viên, cái hũ này đầy chưa? Tất cả đều trả lời, đầy rồi. Ông chờ vài giây rồi hỏi, thật không? Mỉm cười, ông cúi xuống bàn, lôi ra một bao thứ hai, đựng đầy sỏi, và cẩn thận đổ những viên sỏi này vào khe hở giữa những cục đá, cho tới khi đầy tới miệng hũ. Rồi ông ngước lên hỏi đám sinh viên lần thứ nhì, cái hũ đầy chưa? Lần này nhóm sinh viên bắt đầu hiểu ngụ ý của ông, nên đáp, chưa. Ông giáo sư gật đầu, cúi xuống lôi từ dưới gầm bàn ra một bao thứ ba, đựng toàn là cát, và đổ vào hũ. Cát chạy đen lõi vào những khe hở của đá và sỏi,
rồi lấp đầy tới miệng hũ. Ông lại hỏi: cái hũ đầy chưa? Một vài sinh viên lanh lợi đáp: chưa chắc. Mỉm cười gật đầu, ông vối tay lấy chai nước lọc sẵn có trên bàn và đổ vào hũ cho tới khi nước tràn ra ngoài mới ngưng. Thế nào, quý vị rút tỉa được gì qua bài học trên? Ông giáo sư hỏi. Một sinh viên nhanh nhẹn đáp: bài học trên cho thấy là khi thời khóa biểu đã đầy ắp, nhưng nếu muốn, người ta vẫn có thể nhét thêm vài công việc khác. Không phải vậy, giáo sư ngắt lời. Bài học dạy rằng, nếu muốn để hết các cục đá lớn vào hũ, thì phải để chúng vào trước tiên. Đây là một bài học về sự ưu tiên. Cả lớp trở nên yên lặng. Mọi người đang tìm hiểu câu nói của giáo sư. Ông nói tiếp: những cục đá lớn trong cuộc đời của quý vị là gì? Sức khỏe, tiền bạc, gia đình, bạn bè, tình yêu, du lịch, học hỏi. Nên nhớ, điều quan trọng là phải để những cục đá lớn trước tiên trong cuộc đời, vì đó là những cục đá quý. Nếu quý vị đo để những thứ sỏi cát trước, thì sẽ không còn thì giờ để những cục đá quý vào được. Nhiều người biết tu là cõi phúc, tình là dây quan. Sau khi chết chỉ mang theo nghiệp, chứ không mang được tài sản hay con cái. Nhưng người nào cũng hẹn lần hẹn mòn: tôi tu chưa được vì phải lo đi làm trả nợ nhà, xe và nuôi con ăn học. Đến khi con cái lớn hết rồi thì lại bắt trông cháu, không có thì giờ đi chùa, nghe pháp hoặc tụng kinh niệm Phật. Đó là chưa kể tâm trí lúc nào cũng bận rộn với đủ thứ chuyện làm ăn, buôn bán, thương, ghét, giận hờn, vân vân. Đến khi bệnh nặng sắp chết thì mới hoảng hốt, cho mời sư tăng đến cầu an, cầu siêu. Đến lúc này chỉ đâu còn chỗ để nhét mấy hòn đá quý vào hũ được nữa. Cả đời chỉ lo nhét đầy sỏi, đá, bùn, nhơ. Thật trớ trêu thay. Ba mươi sáu, rồi tôi sẽ hạnh phúc. Trong câu chuyện trước, có lẽ những viên đá quý mà chúng ta nên để vào hũ đầu tiên, đó là sự hạnh phúc. Nếu tự mình không có hạnh phúc, thì làm sao có thể ban cho kẻ khác hạnh phúc? Vậy tại sao đa số chúng ta lại để hạnh phúc đứng hàng chót? Lúc tôi khoảng 14 tuổi, đang học trung học ở Luân Đôn, cha mẹ và thầy giáo khuyên tôi đừng đi chơi đá banh buổi tối và cuối tuần, mà nên ở nhà học bài để lo thi bằng trung học đệ nhất cấp. Họ nói là khi thi đậu thì tôi sẽ cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Tôi nghe lời, lo học và thi đậu, nhưng tôi chẳng thấy hạnh phúc gì cả, vì sau đó phải học tiếp 2 năm để thi tú tài. Cha mẹ và các thầy giáo khuyên tôi đừng đi chơi với bạn bè buổi tối hoặc chạy theo con gái cuối tuần, mà nên ở nhà lo học bài. Họ nói bằng tú tài rất quan trọng, nếu thi đậu thì tôi sẽ sung sướng, hạnh phúc. Một lần nữa, tôi lại vâng lời cha mẹ và các thầy giáo nên tôi thi đậu tú tài. Nhưng lại một lần nữa, tôi chả thấy sung sướng gì hết, vì sau đó tôi phải tiếp tục vào đại học, học ít nhất 3 năm để lấy bằng cử nhân. Má tôi và các giáo sư, lúc này ba tôi đã mất, khuyên tôi không nên lân la ở các quán cà phê hoặc phòng trà, mà nên ở nhà lo học. Họ nói bằng cử nhân là một bằng cấp giá trị của đại học, nếu có được thì tôi sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng lần này tôi bắt đầu nghi ngờ, bởi vì tôi có vài người bạn lớn tuổi hơn đã học xong và có bằng cấp, nhưng hiện nay họ đang vất vả với những việc làm đầu tiên. Có người phải làm thêm giờ để có tiền mua xe. Những người bạn này nói với tôi, khi nào tôi có đủ tiền mua một chiếc xe hơi thì tôi sẽ sung sướng. Đến khi họ có đủ tiền mua được chiếc xe hơi rồi, tôi thấy họ cũng chẳng sung sướng gì hơn. Bây giờ họ phải làm việc cực hơn để sửa soạn mua một cái gì đó.
hoặc họ đang tìm kiếm một người bạn đời. Họ nói, khi nào tôi lập gia đình đàng hoàng, thì lúc đó tôi sẽ hạnh phúc. Sau khi lập gia đình, họ cũng chẳng hạnh phúc gì hơn. Tệ hơn nữa, họ phải làm thêm 2-3 công việc, lo để dành tiền mua nhà. Họ nói, khi nào mua được một căn nhà, thì tôi hạnh phúc lắm. Nhưng mua được nhà rồi, hàng tháng vẫn phải trả nợ ngân hàng. Như thế thì đâu có hạnh phúc gì. Ngoài ra, họ bắt đầu sinh con đẻ cái. Nửa đêm con khóc, phải dậy thay tã hay cho nó bú. Khi con bệnh hoạn, thì bao nhiêu tiền để dành phải trút ra lo thuốc men cho nó. Và rồi, 20 năm trôi qua trước khi họ có thể làm những gì mong ước. Họ nói, khi nào con cái tôi học xong, có nghề nghiệp và tự lập được, thì chúng tôi sẽ hạnh phúc. Đến khi tụi nó rời khỏi nhà ra riêng, thì lúc đó đa số cha mẹ sắp sửa tuổi về hưu. Do đó, họ ráng làm tiếp vài năm để lãnh tiền hưu trí nhiều hơn. Họ nói, khi nào tôi về hưu, thì lúc đó mới thật là sung sướng, hạnh phúc. Nhưng trước khi về hưu, và ngay cả sau khi về hưu, họ bắt đầu biết đạo và đi nhà thờ. Bạn có để ý đa số những người đi nhà thờ là những người lớn tuổi không? Tôi hỏi tại sao bây giờ họ lại thích đi nhà thờ? Họ trả lời, tại vì sau khi chết tôi sẽ được hạnh phúc. Những ai nghĩ rằng khi nào tôi có được cái này, cái nọ thì tôi sẽ hạnh phúc, họ không biết rằng hạnh phúc đó chỉ là một giấc mơ trong tương lai. Giống như người đuổi theo cái bóng của mình, họ sẽ không bao giờ nếm được hạnh phúc trong cuộc đời. Câu chuyện trên cũng tương tự như chuyện của đại đế Alexander xứ Hy Lạp. Vị hoàng đế bách chiến bách thắng, chinh phục các nước láng giềng, mở rộng bờ cõi từ Hy Lạp đến Ấn Độ. Khi lên ngôi hoàng đế, ông tâm sự với thầy là hiền triết Aristotle. Con sẽ chiến thắng Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Aristotle hỏi, rồi sao nữa? Alexander trả lời, rồi con sẽ đem quân đi đánh Ba Tư và chinh phục các nước Trung Đông. Rồi sao nữa? Con sẽ tấn công A Phú Hãn và Ấn Độ. Rồi sao nữa? Alexander suy nghĩ một hồi, sau đó thì con có thể ngủ một cách bình an. Aristotle mỉm cười, con hỡi, tại sao con không ngủ bình an ngay đêm nay, có hơn không? Con người hay kiếm đủ cớ, đủ chuyện để tìm kiếm hạnh phúc. Trong khi đó, hạnh phúc chính là sự thiểu dục tri túc, biết hài lòng với những gì mình đang có và không thèm khát muốn có thêm những thứ khác. Ba mươi bảy, người đánh cá Mỹ Tây Cơ. Trong một làng đánh cá êm đềm ở Mỹ Tây Cơ, một du khách người Mỹ đi dạo trên bờ biển, dừng lại theo dõi một anh đánh cá người Mỹ đang khệ nệ khi đóng cá mới lưới được ban sáng vào bờ. Ông Mỹ, một giáo sư đại học kinh tế nổi tiếng, lân la gần muốn cho vài lời khuyên. Chào bạn, ông Mỹ nói, sao bạn lại nghĩ đánh cá sớm thế? Vì tôi đã lấy đủ số cá rồi thưa ông, anh Mỹ nói, đủ để nuôi gia đình và dư một chút để bán. Bây giờ tôi sửa soạn về ăn cơm với vợ rồi ngủ trưa, sau đó thức dậy chơi với mấy đứa nhỏ. Sau bữa tối tôi đến câu lạc bộ uống cà phê và gảy đàn ca hát với bạn bè. Bấy nhiêu là đủ cho tôi rồi thưa ông. Này bạn, hãy nghe tôi nói đây, ông giáo sư Mỹ nói. Nếu bạn chịu khó ở ngoài khơi cho tới xế chiều, thì bạn sẽ lưới được gấp 2 lần cá. Với số cá dư, bạn bán đi và để dành tiền. Chỉ trong 6 tháng hoặc 9 tháng sau là bạn có thể mua được một chiếc tàu lớn hơn và mướn vài người phụ tá. Rồi bạn sẽ lưới được gấp 4 lần cá. Bạn thử nghĩ xem, lúc đó sẽ làm biết bao nhiêu tiền. Sau 1-2 năm,
bạn sẽ đủ tiền mua thêm một chiếc tàu thứ hai. Và nếu tiếp tục như vậy, thì 6-7 năm sau, bạn sẽ trở thành chủ nhân một hãng đánh cá. Bạn thử tưởng tượng xem, lúc đó bạn sẽ dời trụ sở về Mexico City, hoặc khá hơn là qua Los Angeles. Sau 3-4 năm ở Los Angeles, thì bạn có thể đưa hãng của bạn vào thị trường chứng khoán. Đương nhiên lúc đó, khỏi nói, bạn sẽ trở thành triệu phú, bảo đảm như vậy. Vì tôi là giáo sư nổi tiếng, dạy ở một đại học kinh tế Mỹ, tôi biết rành những việc này lắm. Anh đánh cá người Mỹ, lắng nghe ông giáo sư Mỹ vừa nói, vừa múa tay hăng say. Khi ông Mỹ dứt lời, anh Mỹ hỏi, nhưng thưa ông giáo sư, tôi sẽ làm gì với số tiền mấy triệu đô la? Này bạn, với số tiền đó, bạn có thể về hưu. Đúng rồi, về hưu xài suốt đời, bạn có thể mua một biệt thự lớn trong một làng đánh cá giống như vậy, và mua một chiếc tàu nhỏ để mỗi sáng ra biển câu cá, sau đó về ăn trưa với vợ, rồi ngủ một giấc ngon lành, không phải lo nghĩ gì hết. Đến chiều thì bạn có dư thời giờ chơi với con cái. Đến tối sau khi ăn, bạn có thể đi câu lạc bộ, gặp bạn bè, ca hát, uống cà phê, giải trí. Phải rồi, với số tiền đó, bạn có thể về hưu sống thoải mái. Nhưng thưa giáo sư, tất cả những gì ông nói tôi đã và đang làm đây. Tại sao chúng ta cứ nghĩ là mình phải làm việc để kiếm thật nhiều tiền, rồi sau đó mới sống hạnh phúc? Người ta thường nói, có tiền mua tiên cũng được. Nhưng cùng lúc, họ cũng tưởng lầm có tiền là có hạnh phúc. Bởi vậy, ở đời, ai cũng chạy theo đồng tiền và cố làm sao cho có thật nhiều tiền. Có tiền mua tiên cũng được, nhưng chưa chắc mua được hạnh phúc. 3.18. Khi mọi ước muốn được thành tựu. Trong truyền thống Nam Tông, các nhà sư không được nhận hay cầm giữ tiền bạc dưới mọi hình thức. Bởi vậy, chúng tôi nghèo đến nỗi không có tên trong sổ thống kê của nhà nước. Tuy nhiên, lâu lâu chúng tôi vẫn nhận được sự cúng dường từ các Phật tử cư sĩ. Tôi đã giúp một cư sĩ Thái Lan giải quyết được một vấn đề cá nhân. Để tỏ lòng biết ơn, ông nói, bạch thầy, con muốn cúng dường thầy một chút quà để thầy chi dụng cá nhân. Xin thầy cho biết những gì thầy cần trong khoảng 500 bạc. Đối với người Thái, nói thẳng số tiền như vậy là chuyện bình thường để tránh mọi hiểu lầm. Lúc đó tôi có việc cần đi gấp và cũng chưa nghĩ ra được mình muốn gì, nên tôi hẹn ngày hôm sau sẽ nói cho ông ta biết. Trước khi sự kiện này xảy ra, tôi là một nhà sư khá hạnh phúc và bình an. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu suy nghĩ xem tôi muốn những gì. Ý nghĩ khởi lên nhiều quá, nhớ không xuể, nên tôi phải viết xuống một danh sách. Càng viết thì danh sách càng dài, và hình như 500 bạc không đủ để mua hết những thứ đó. Nhưng nhìn vào thì cái gì cũng cần hết, khó loại ra khỏi danh sách. Những cái muốn này không biết từ đâu mà cứ chui ra không ngừng. Nhìn lại danh sách, có lẽ 5.000 bạc cũng không đủ nữa. Ý thức được sự việc đang xảy ra, tôi bèn xé tờ danh sách, do tròn vứt vào thùng rác. Ngày hôm sau, tôi nói với ông cư sĩ nên cúng dường 500 bạc vào quỹ kiến thiết của chùa hoặc bất cứ hội từ thiện nào khác, bởi vì tôi không muốn có nó nữa. Cái mà tôi muốn nhất đó là sự bình an, hạnh phúc mà tôi đã có hôm trước. Khi không có tiền hoặc điều kiện để mong ước cái gì, thì đó chính là lúc mọi ước muốn của tôi đều thành tựu. Ham muốn không bao giờ chấm dứt, vì lòng tham không có đáy. Một khi nó khởi lên thì 1 triệu bạc cũng không đủ, và ngay cả 1 triệu đô la cũng không đủ. Tuy nhiên, có một sự ham muốn có đáy, đó là sự thiểu dục tri túc, muốn ít và cảm thấy đầy đủ,
hài lòng với những gì mình đang có. 39. Bạn thích loại tự do nào? Hai vị sư thái được một thí chủ mời đến thọ trai tại tư gia. Khi đến nơi, hai vị được mời ngồi ở phòng khách. Trong đó có một bồn cá với đủ loại màu sắc sặc sỡ. Vị sư đệ chắc lưỡi than: nuôi cá trong tủ kiến như vậy là trái với lòng từ bi của đạo Phật, vì đó chẳng khác gì nhốt chúng trong tù. Thay vì được tự do bơi lội thoải mái ngoài ao hồ, không biết những con cá này đã tạo nghiệp gì mà giờ đây bị nhốt trong tù kiến như vậy. Vị sư huynh không đồng ý. Ông công nhận những con cá này không được tự do bơi lội đây đó theo ý muốn, nhưng sống trong bồn kiến như vậy thì chúng được tự do thoát khỏi nhiều sự nguy hiểm rình rập. Và ông kê khai ra những tự do này. 1. Sư đệ có bao giờ thấy ai đi câu cá trong bồn kiến như thế này không? Không bao giờ có. Cho nên tự do đầu tiên của những con cá nuôi trong bồn là tự do không sợ bị người câu. Trong khi đó, cá sống ngoài ao hồ, mỗi khi trông thấy một con mồi béo bở như ruồi, dung hay trùng thì nó không dám chắc có ăn được hay không. Bởi vì nhiều lần nó đã chứng kiến bà con thân thuộc của nó đớp miếng mồi ngon rồi bất thình lình bay lên khỏi mặt nước và không bao giờ trở lại. Do đó miếng ăn của nó luôn bị rình rập và đầy dẫy chết chóc. Đi kiếm ăn là cả một sự hồi hộp. Có lẽ đa số chúng bị bệnh đau bao tử, ăn không tiêu vì quá lo. Hoặc con nào quá sợ bắt câu thì nhịn đói chết luôn. 2. Cá ngoài ao hồ còn một nỗi lo khác là bị loài cá lớn ăn nuốt. Trong khi đó, có một gia chủ nào lại thả những con cá khổng lồ vào bồn để nó đớp những con cá khác. Vì vậy, cá trong bồn được tự do, không sợ bị cá lớn ăn nuốt. 3. Sống ngoài ao hồ, nhiều khi cá không kiếm được miếng ăn. Trong khi cá trong bồn được ăn uống đầy đủ, giống như ở ngay bên nhà hàng. Ngày hai buổi, đồ ăn được đưa tới cửa, không phải trả đồng nào. Do đó, cá trong bồn được tự do, không sợ chết đói. 4. Bốn mùa thay đổi, sông hồ cũng bị ảnh hưởng theo. Mùa đông lạnh giá, nước có thể đóng băng. Mùa hè nóng bức, nước có thể bốc hơi và khô cạn. Trong khi đó, nước ở trong bồn luôn được giữ điều hòa, không quá nóng và quá lạnh. Do đó, cá trong bồn được tự do, không sợ chết khô hay chết cống. 5. Cá ngoài ao hồ, khi bị bệnh thì không ai săn sóc. Nhưng cá trong bồn, khi bị bệnh thì có bảo hiểm sức khỏe và không cần phải đi nhà thương, vì chủ nhân của nó sẽ mời bác sĩ thú y chuyên về cá tới săn sóc. Vì vậy, cá trong bồn được tự do, không sợ bệnh hoạn. Sau khi kể một tràng, vị sư huynh công nhận là cá trong bồn không có tự do bơi lội đây đó theo ý muốn, nhưng chúng được tự do tránh khỏi nhiều nguy hiểm và cực khổ. Từ đó ông nói, những người tu hành cũng như thế. Mới nhìn vào, thấy họ không được tự do chạy theo ham muốn và hưởng thụ, nhưng bù lại, họ có sự tự do thoát khỏi nguy hiểm và tội lỗi. Vậy thì bạn muốn loại tự do nào?